Quay trở lại. Không đứa nào nó chào mình. Hết hồn thật. Chào thầy. Chào thầy. Tao thiệt tình chúng mày đấy, tao chửi bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vậy. Thầy Hoàng vừa lịch vẫn lịch sự, vừa gặp nhau cách nhau mấy phút thầy Hoàng vẫn chào chào mừng quay trở lại, nhưng rồi cuối cùng chúng nó cũng im. Ê tụi nhỏ, anh hỏi các em, thực sự các em có thanh quản không? Chúng nó lại im lặng. Những cái bạn chưa bao giờ nói với tôi một câu tập nói được không? Ví dụ như là Phan Thiểu Ngọc. Dạ em chào thầy. Mày là cô gái dễ thương vậy hả? Nghe mới nghe giọng. Thì nãy giờ mày có nghe tao chém gió lung tung không con? Dạ có thầy. Vậy được, thầy Hoàng không xứng đáng nói được một câu chuyện nào mà có một lời nào từ mày à? Dạ có, nhưng mà do em dự thính cho em sợ. Dự thính ảnh hưởng mày à gì? Hả? Em nghĩ là em không nên giành micro của mấy bạn cùng lớp. Ờ bây giờ đây tao cho phép mày giành đấy, bây giờ mày nói gì với thầy Hoàng coi nào. Dạ. Tao biết ngay nó cũng không có gì để nói mà, đúng không? Dạ nhưng mà em có nghe lời thầy nói. Hiểu hết và có làm gì không? Có làm theo không? Dạ, em có. Hôm bữa có học không? Hay hôm nay mới biết vào? Em có học nhưng mà em chỉ mới vào cái hôm thầy dạy hai cái module người dùng thôi thầy. À. Chứ không là từ đây. Nghe ngọn gió nào đưa cô nương đến chơi với tại hạ? Dạ, em định học từ đầu kỳ rồi nhưng mà do mấy tuần đầu em bận thi cái xong em chưa học kịp. Không sao cả con ạ. À. Dạ. Có nghe có biết là được rồi. Yeah. Ta chỉ nói cho mày nghe rằng là môn này kỳ này là kỳ cuối cùng môn này dạy offline. Tất nhiên đang học online vì giãn cách, nhưng là kỳ cuối cùng môn này dạy offline. Vì tới là chuyển hết đến Coursera, biết không? Dạ, cái đó thầy nói trong lớp Coursera của em xong. Đúng rồi. Và kỳ này là còn chỉ có 2 lớp mà. Dạ. Yeah. Và mày biết là tại sao ta phải ghi lại video ngay những cái phần quan trọng không? Trả lời. Dạ. Yeah. Vì nó dùng để sau này tụi em đi làm. Đúng rồi, không phải nói chuyện đi làm, gần nhất là nói cho làm đồ án tốt nghiệp. Và tất cả những bài giảng này vì rất khó còn cơ hội để có thể nói, vì nó không còn cái môn dạy offline mà chuyển lên online. Online có cái hay riêng của nó, nghe chưa? Chứ mình không chê online và offline đây nhá. Nhưng mỗi cái nó có cái hay riêng. Và cũng không có cách nào là toàn năng. Ngay cả việc học online nên có giao tiếp này mà chúng mày còn ngại nói, thì bây giờ chúng mày học trên Coursera thì chúng mày bắt đầu nhiều khi đòi đem xăng đốt trường đấy. Có không? Dạ, đôi khi thôi. Đôi khi tao biết chuyện về tâm lý anh em diễn viên mình với nhau thôi, chỉ mình nói dối nhau làm gì. Nhưng mà cái chính là ngay có tương tác này chúng mày còn không tương tác mà. Đúng không? Thấy chưa? Trả lời cho con gái. Dạ, dạ em xin lỗi vì đã không tương tác. Ít nhất là dự thính, không dự thính thầy Hoàng đã chào mừng quay trở lại. Cả lớp im lặng, tao nó cố tình tao thử. Cuối cùng là chúng nó bất y. Rồi, tao không chửi mày nữa, tao giải thoát cuộc đời mày. Dạ, em xin phép off mic nha thầy. Ờ, cần chân đê cho cô gái. Dạ. Rồi, hãy nhìn tao. Tao nói tại sao phải giao tiếp cẩn thận. Nào, hãy nhìn, rồi tao sẽ quay trở lại vào dụng sơ đồ luôn. Tao bãi chúng mày. Tôi thấy thầy Hoàng thở dài, cố gắng thở to để cho chúng ta thấy rằng nói vậy không có nản đâu, bởi vì nếu không yêu cái nghề thì sẽ không được trụ được kiểu này đâu. Nói chuyện mà giống như người ta không nói với mình ấy. Nào hãy nhìn, hãy nhìn, hãy nhìn, đây là cái vật chăm sóc khách hàng của bên Thế Giới Di Động. Tôi với các bạn đang là Angela. Hãy nhìn đây, cái phần quản trị đây này. Phần quản trị tức là phần thêm thao tác data này. Phần này này, quản trị viên, moderator, mode, admin đấy. Những admin này chỉ quan tâm trả lời câu hỏi thôi. Hãy nhìn cái câu người ta trả lời. Trả lời xong, thông tin đến anh chị. Đây là Trần Lê Phương nhé. Nhưng mà Lê Minh Truyền cũng là một người trả lời cho cái cô Thảo nào đó hỏi. Thông tin đến anh chị.
Dạ mong sớm nhận được phản hồi từ anh ạ. Mong phản hồi từ chị. Phi phụng là người khác thông tin đến anh. Có bao giờ nói là chỉ đơn giản câu ví dụ người ta hỏi cho bên mình, hỏi bên mình có miếng dán viền iPhone 12 không ạ? À, dạ bên em chỉ có miếng màn hình sản phẩm nha, không có viền màn hình ạ. À. Tao tin rằng nếu trả lời câu này, nếu là một người dùng, người ta cảm giác không được trân trọng. Thông tin đến anh. Mong nhận phản hồi từ chị. Quản trị viên đấy. Còn người hỏi thì không cần quan tâm gì đó, mình không quan tâm, mình quan tâm về thông tin đến anh. Lê Phương người khác, Ánh Tuyết thông tin đến chị. Thanh Thiên là người khác, mong phản hồi từ anh. Đỗ Minh Phương mong phản hồi từ anh. Đến đây chúng mày hiểu rằng tại sao thầy Hoàng bắt phải biết cách giao tiếp và tương tác chưa? Trả lời. Trả lời. Dạ em hiểu. Một bài học nhỏ hiểu chưa? Dạ thưa thầy, em chúng em đã nắm được vấn đề. Đấy, tao nói thật, chúng mày mai mốt chúng mày mở công ty, chúng mày yên tâm thì chắc chắn phải mướn thầy Hoàng về. Chúng mày mở công ty, thầy Hoàng thì vớ vẩn thôi, nhưng tao tin là chúng mày phải mướn thầy Hoàng về. Tại sao? Nếu chúng mày mở công ty cơ, tại sao? Nhưng mà không biết tại sao cái giấc mơ mở công ty nữa cơ. Tư vấn về business Thầy Hoàng đâu có giỏi về kinh doanh đâu. để nắm được khách Thầy Hoàng chỉ hàng làm một nhiệm vụ gọi là đi khách, nghe chữ đi khách hiểu không? dạ hiểu Giao tiếp với khách hàng, đi chăm sóc khách hàng, viết tắt là đi khách, nghe hay không? Trả lời. hay Chúng nó còn không biết chữ đi khách là gì nữa cơ, có biết không? Dạ biết thầy. Là đi chăm sóc khách hàng. Thâm thúy lắm con ơi, nên chúng mày phải mướn thầy Hoàng về để chăm sóc khách hàng. Ủa tại sao? Nếu chúng mày mở công ty, tại sao chúng mày phải chăm sóc khách hàng? Trả lời. Mới có tiền làm Để người ta thuê cho khách hàng. đứng như Hả? chị sử dụng. À, để duy trì người ta quay trở lại với mình chứ, rồi không mày mở công ty mà không có khách hàng thì mày sống bằng cái gì? Trả lời. Sống bằng đất. Hả? Mày biết Ngọc Trinh nói câu gì không? Không có tiền đặt đất ăn thầy. Không có tiền mà cạp đất mà ăn à, mày không ăn được đất đâu. Đất ở miền Trung của Tây Nguyên của chúng mày, đất nó cứng như đá, vì ngồi mày cạp mà mày ăn được gãy răng à. Rồi, quay trở lại bài giảng. Chữ nhiêu đó đủ hiểu rồi. Mở Studio Mail lên. Nào, hãy mở. Đôi khi nó là như thế này. Đôi khi bạn mở chữ Studio Mail lên. Đôi khi bạn mở chữ Start Gmail lên, mở cái tạp tin lên á, thì nó sẽ bị báo lỗi. Hoặc là lấy không thấy gì, tôi sẽ mở lại từ đầu. Rồi. Bạn thấy nó báo lỗi một câu gì đó. Đây là phần mềm dùng để vẽ sơ đồ, chứ không phải là chỉ có phần mềm này mới dùng để vẽ sơ đồ này được. Phải hiểu bản chất cái sơ đồ UK để làm gì đã. Đó. Ở đó Open. Open thì tôi mở của lớp mình. Và đôi khi nếu giả sử trong tình huống nào đó một số máy nó không báo nên không thấy cái gì cả, nó trắng trơn, đừng lo lắng, hãy kích vào phần bên này, chọn UK đây ra, nhìn đúng chưa? Hãy kích vào phần bên này chọn thì nó sẽ nháy chuột 2 lần vào thì nó sẽ bung lên. Tức là đừng thấy màn hình trống trơn mà bị sợ, mà phải hiểu rằng là nó có một chút sự trục trặc thì nháy chuột 2 lần vào cái vế bên này là sẽ phục hồi trở lại cho cái sơ đồ, để mình không bị mất sơ đồ hay mình cảm giác là bị sai hay bữa nó không có sale trắng trơn. Đây là điều lưu ý. Rồi tôi quay trở lại, đây là phần mềm giúp mình vẽ cái sơ đồ. Thực ra phần mềm này nó giúp mình triển khai cái ý tưởng của phần mềm bằng cái dòng text. Cái này hôm bữa tôi đã nói các bạn rồi đó. SOS đây này đó, nhưng mà chữ đúng chuẩn của nó phải có chữ SC, cái này nó bị thiếu nha. Việc làm phần mềm luôn luôn phải việc bắt đầu từ đầu tiên, app viết cho ai xài, ai dùng. Và đây tôi gọi chữ guest. Thứ hai member, tôi sẽ phân tích những chuyện này sau. Anh làm được gì liệt kê đây. Staff làm được gì liệt kê đây. Đây là những người sẽ xài app. Ủa em có nhiều nhân viên lắm. Đúng rồi, nhiều nhân viên nhưng chắc chắn sẽ giống nhau. Bạn thấy cái trong cái quầy 7-Eleven của trường mình đến ba cô gái, năm chàng trai bán hàng. 7-Eleven xin chào. Cái câu mà câu cơ bản nhất. 7-Eleven xin chào. Mini stop xin chào. Nghe cái câu nghe quen rồi. Bắt buộc đấy là việc bán hàng là phải vậy. Được cảm giác được chăm sóc, còn cơ khi là còn cúi đầu gập đầu theo kiểu phong cách Nhật nữa, tùy. Rồi vậy tất cả những anh chàng và cô nàng đó
đều đùng cùng một vai trò, hoán chuyển cái ca làm tiếp cho nhau, nhưng mà cùng chắc chắn là đi vào ba cái bốn cái máy ở trong trường mình rồi tính tiền. Và sau khi đó, trước khi bắt đầu khi tính tiền thì hỏi luôn câu anh chị có tích điểm không ạ, anh chị có tích điểm không ạ, thì mình nói câu có nhưng mà mình quên mất rồi, dạ thôi anh chị đọc cho em số điện thoại đó. Những cái câu cơ bản nhất bạn sẽ thấy có. Như vậy thì dù cô gái xinh đẹp và chàng trai dễ thương đó, vậy đều cùng một cái vai được gọi là thu ngân, cashier. Cho nên ta sẽ nói theo cái tên chung đại diện, chứ ta không nói tên riêng. An Bình Cường Dũng là những người có cái bảng tên ở đó, phải nhớ câu đó. Nhóm người dùng là ta dựa trên cái tên chung, cái role, tức là cái vai trò anh ta làm gì với app. Rồi, và sau đó ta liệt kê những công việc người ta có thể làm được với cái phần mềm. Bởi vì nếu không có phần mềm, họ vẫn phải làm những công việc đó, phải nhớ câu đó. Cho nên ngày xưa, cái thế giới ngày xưa người ta vẫn kinh doanh, người ta vẫn buôn bán, vẫn thị trường chứng khoán, mà lúc đó chưa có phần mềm, vẫn được mà. Ba má mình ngày xưa thời ông bà mình yêu nhau vẫn biết được thông tin mà, vẫn được họ hồi tin với nhau được. Thì gửi thư thôi, gửi thư qua đường bưu điện, mất công một vài ngày tới thôi. Thời đó sống chậm tí vẫn sống được. Đâu có phải người ta không thể truyền thông tin cho nhau được. Đó. Nên thì bạn phải hình dung câu là khi chưa có phần mềm thì tôi vẫn đang làm một công việc của tôi hàng ngày. Ví dụ tiệm tạp hóa luôn luôn là vẫn phải ghi ra những cái món đồ muốn mua của bạn muốn mua, nếu mua nhiều quá, chứ còn mua một gói mì gói thôi 5.000, 3.000 xong, khỏi nói, khỏi cần giấy nha. Nhưng mà bắt đầu mua đến 4-5 món thì lập tức là phải in ra cái bill. Mà nếu không có bill thì sẽ ghi ra cái tờ giấy mặt sau của cuốn lịch, cái tờ lịch mặt sau của cái vỏ hộp cây thuốc lá, rồi xong ghi đó, xéo một cái. Vào tiệm sửa xe máy cũng vậy, một số chỗ được có bán sửa xe máy không phải trong Yamaha hay Honda Civic, mình tới tiệm bên đường ấy. Nếu mình sửa, nhiều người quen mình sửa cái xong, cuối ngày người đưa cho mình cái hóa đơn bán lẻ thế nào thầy? Đó, cái cuốn này quá quen mình mua ở siêu thị được. Hóa đơn, xin lỗi. Bán lẻ, tao tin là cái hóa đơn này chúng mày gặp hoài, ra nhà sách mua được liền. Cầm gạch xéo một cái rồi bạn mua món gì. Còn tệ nữa thì đấy, có ghi luôn bằng cái tờ lịch cho tôi nói rồi. Ồ vậy thì công việc là không có phần mềm tôi mới làm cái bill được mà, chứ đừng có nghĩ rằng phải có phần mềm mới làm bill được. Như vậy cái công việc hàng ngày anh làm cái gì thì bây giờ tôi sẽ convert điều đó thành phần mềm, chấm hết. Đến đây là phải nhớ cho tôi. Vậy thì toàn bộ cái dòng text này viết rất dài dòng và mệt mỏi chứ không có gì sai cả, thì người ta sẽ có xu hướng convert để cho mình cảm nhận được rằng là nó trực quan, và mình biết thiếu thừa, và mình biết rằng có thể có những nhóm người dùng này xài chung tính năng với nhóm kia, tức là nhiều cái xài chung nhau, giao nhau. Ví dụ tôi với các bạn đều view được thời khóa biểu, tôi với các bạn đều view được thông tin điểm danh, tôi với bạn đều được, nhưng mà tôi lại hơn bạn một cái, đó là điểm danh trong phần mềm FAP, nhưng bạn lại hơn tôi một cái mà tôi không có, là feedback tôi. Như vậy vẫn có nhiều cái giao nhau nhưng có cái khác nhau. Vậy thì với cái sơ đồ này, cái kiểu text này rất khó nhìn, chứ không phải là không được, thì người ta có xu hướng người ta convert sang để cho nó trực quan. Và đó là lý do ta mới học cách vẽ use case. Use là xài, case là tình huống, tình huống xài app, chứ đừng đọc là user. User là người dùng là khác nữa. Tình huống xài app mà nó sẽ mô tả người dùng xài app, đây là điều lưu ý. Vậy đây là một sơ đồ để liệt kê các tính năng phần mềm mà người dùng sẽ trải nghiệm. Và tôi có cái câu ghi chú sơ đồ, là sơ đồ liệt kê. Cái file này tôi sẽ đưa sau nhé, sau khi tôi format đẹp thì tôi sẽ đưa sau. Nhưng mà thường khi tôi nói tôi sẽ đưa sau, nhưng mà chả thường tôi thấy có điều nó rất mắc cười ở phía sinh viên, hình như chúng nó không có tham kiến thức bạn ạ. Tôi thấy tụi bay không có tham kiến thức, chả bao giờ thầy tụi bay đòi thầy cô cái gì cả nhá. Tôi chả bao giờ tôi thấy sinh viên đòi thầy cô, thề luôn đấy. Ủa thầy có thể chia sẻ em cái này cái kia, không bao giờ chúng nó nói luôn. Kỳ lạ thiệt đấy, tại sao không biết đường gom kiến thức về cho mình nhỉ? Cái đó phải tham lam tí đi chứ, tham lam kiến thức. Nên tao thử xem có đứa nào đòi không. Mấy lớp rồi tao chưa thấy lớp nào đòi, mà tao hứa là tao không đưa. Không phải có đưa nhưng mà chúng nó không chịu đòi thì tao đéo đưa được. Tao đã có hứa tao đưa nhưng mà chúng nó không đòi. Ủa sao thầy hứa lèo vậy? Tao chỉ cần một câu đó thôi mà, cuối cùng chả đứa nào nói. Nhưng mà hôm nay mà chúng mày nói lại câu đó là tao quýnh á, phải nói câu khác cơ. Nghe chưa tụi bay? Dạ có. Dạ nghe. Thầy cho liền đi thầy. Không, câu nó nghe nó thô lắm con, nghe nó giống như nịnh tao lắm. Bây giờ mình muốn thể hiện rằng em muốn nắm được cái kiến thức của thầy thì bữa sau thằng Hà Gia Phước nhớ trả bài cho tao cả toàn bộ từ đầu kỳ đến giờ nhá. Dạ thôi em xin chấp nhận, em không trả bài ạ, em không nhận được. Thế thì chưa, nên cái vậy bản chất là mày đâu có ý định là mày muốn tham lam kiến thức đâu. Đâu, tao vừa mới đặt ra một cái khó khăn. Bây giờ mày nếu mày tự học thì giỏi cho mày chứ có sợ thằng bố thằng chó nào đâu mà mày sợ hả? Mày đang sợ rằng mày học giỏi quá rồi bạn bè không chơi với mày à? Hả? Bạn bè không chơi với mày.
bạn bè không chơi với mày, chơi với tao, người giỏi còn đang ngồi đây nè. Tiếp tục, để tao chờ tao xem chúng nó xin tao như thế nào tao mới cho. Kiến thức mà phải đi mua đấy con, phải xin cho đấy mày, phải cảm giác vậy nó mới trân trọng nhá. Yên tâm đi, thầy Hoàng sẽ cho, nhưng vấn đề nếu không đòi tao đéo được. em thầy không, câu chuyện không phải là ngày hôm nay, giờ nói vậy là mọi lời nói nó không đúng. Tao xem chúng mày có nhớ để đòi hay không, nghe chưa? Ấy, đang nói là chúng mày tham mà nó phải có động lực. Rồi, sơ đồ này, diễn tả, gạch đầu dòng nhá. Những việc người dùng có thể làm được. Đó. Nghe kỹ này, diễn tả người dùng có thể sử dụng tính năng nào của app, ta sẽ làm cho họ. Gạch đầu dòng các tính năng. Và quan trọng nhất, diễn tả cái gì? Liệt kê đích đến, không liệt kê hành trình. Dạ thưa thầy, thế nào là đích đến và thế nào là hành trình? Tôi đem ví dụ, đích đến của tao là Phú Quốc. Tao muốn đi Phú Quốc quá đi. Muốn tắm biển, muốn có không gian xanh trong ở giữa biển, nó trong lành hơn. À. Vậy thì đến Phú Quốc bằng cách nào? Đi máy bay ra, từ Sài Gòn hoặc từ Hà Nội ra, hay từ các tỉnh. Hoặc nếu không thì đi xuống Hà Tiên, Kiên Giang gì đó, rồi bắt đầu đi tàu cao tốc ra. À, cái đó là hành trình. Nhớ câu đó. Tại sao thầy Hoàng nói kỹ cái này? Vì tránh nhầm lẫn, hôm nay mình sẽ nhìn kỹ vấn đề này. Nó sẽ liệt kê cái what, cái goal, cái target, không nói cái how. How là đây này. Tao muốn ghé thăm nhà tù Phú Quốc, tao muốn đi sang cái vùng bãi biển hoang sơ, tao muốn trải nghiệm cái khu mà 24/7/365 mới khai trương ở Phú Quốc, là ăn chơi quanh năm bốn mùa luôn đó. À, tao muốn đi chợ đêm, hải sản đêm chẳng hạn. Không, cái đó là cái chuyện mà đến đó thì tính. Như vậy tao chỉ nói về cái target. À, hay cho ví dụ. À, nhớ ấy, từ từ tôi sẽ có nhiều chỗ để nói nha. Vậy thì nó chỉ liệt kê cái what, và mình sẽ đang học cái what đó. Rồi, không diễn tả tính năng chạy như thế nào, không mô tả từng luồng chạy. Ví dụ tao chỉ nói tao muốn login. À, tao muốn login thôi. Vậy login thì được cái gì? Cái đích đến, cái goal, cái what, cái target. Đích đến là được, là tao được xác thực. Để xác thực thì tao biết là tao là ai, tao muốn làm cái gì đó trong hệ thống. Nếu tao là giảng viên thì tao được quyền điểm danh chúng mày, nhưng mà nếu chúng mày là sinh viên thì chúng mày được đăng ký môn học chẳng hạn. Đó, cái đích đến cầm được cái gì trong tay, có được cái gì trong tay. Còn để có được cái đó phải qua click menu, nhập thông tin, chuyện đó tao không quan tâm. Trước hết phải nói về cái sự trải nghiệm là cái what để cung cấp. Đây, câu là tôi ghi chú, câu cực kỳ quan trọng. Cái tính năng nó sẽ vẽ bằng hình ellipse, nhớ nha, vẽ bằng hình ellipse. Và cái tính năng này đặc biệt quan trọng. Bây giờ bắt đầu mình nhìn hình ellipse, hình oval là use case, một tình huống tao sử dụng. Tao là ai? Tao là người dùng, là nhóm người dùng. Tôi yêu cầu các bạn phải xác định ngay từ đầu. Cái app 7-Eleven tôi đang lấy ví dụ là app sẽ có nhóm người dùng. Thứ nhất là guest. Guest là gì đó tôi sẽ nói. Customer đó là cái gã mà sẽ chủ yếu là tôi với các bạn là tích điểm đây, là cái gã này. Còn một gã khác thứ ba, và hôm bữa tôi có nói bạn khi nhận diện tính năng của mọi người dùng của một app thì ta phải tập trung vào cái xem là thứ nhất là cái bên xài dữ liệu và thứ hai là bên tạo dữ liệu. Và với cái bài của 7-Eleven thì bạn tưởng tượng rằng tất cả những thông tin khuyến mãi phải có ai đó post lên thì chúng ta mới thấy. Thế giới di động cũng vậy, bạn nhìn cái thông tin khuyến mãi phải có ai đưa lên thì tự nhiên hệ thống làm sao nó có data. Luôn luôn phải nhớ cái vế có data. Vế data với quản trị. Nhớ cho tôi cái vế data với quản trị, bữa tôi có phân tích các bạn rồi. Và bây giờ mình nhìn lại chút xíu về cái vế data để bắt đầu mình nhận nhóm tính năng của nhóm người dùng. Ví dụ như mà có một cái app mà tôi thích thú bàn về nó là cái app nào? Now.vn. Chỉ lỗi nào thôi. Đây app mua hàng. Màn hình đẹp, sang xịn mịn, nhìn muốn mời gọi, nhìn muốn đi ăn. Nào, tao muốn Sunny House, xin tố cái coi. Hãy nhìn. Đang ở quả bắp tiêu mình rồi. Đó, không ăn được rồi. Ít nhất mở cửa này. Vẫn bán trong khu đó. Vậy cái chữ mở cửa này, chữ đóng cửa này, nó đến từ đâu? Đó. Nên nhớ rằng nền tảng Now có khoảng cỡ một vài trăm ngàn, cả 200.000 nhà hàng quán ăn. Cho nên bây giờ nếu cái quán ăn này nó muốn đóng cửa hôm nay vì giãn cách hay vì đơn giản là gia chủ nghỉ ngơi, quán ăn muốn nghỉ ngơi, không lẽ gia chủ hay quán ăn phải gọi điện lên trên Now bảo ok hôm nay ghi cho tôi là đóng cửa nhé để bà con đỡ mất công chạy đến, hay là trên cái app của các bác mà hiển thị đang có sẵn sàng phục vụ thì mất công là Grab chạy đến thì lại không có phục vụ thì cũng tội, cũng kỳ lắm. Cho nên các bác làm ơn cập nhật cho em. Mày phải tưởng tượng cái admin là cái người mà quản lý của cái Now này, một ngày nhận cả bao nhiêu cuộc như thế đủ các loại thì có phải họ điên không? Mà đáng nhận cái việc đóng cửa hàng này là việc của mày mắc mớ chó gì? Ủa nhưng mà tao đâu có quyền. À vì cái app này chỉ có
dành cho người dùng mua hàng. Đó, đó là vấn đề. Cho nên bắt đầu Now nó mới chế ra thêm một cái app thứ hai là app Merchant. Now Merchant, app này là dành cho nhà hàng, quán ăn. Đó chính là một phần admin, nhưng admin cho Now chúng ta đang xem. Ai muốn đóng cửa hàng thì người đó đóng đi, chứ tự nhiên mình ngồi mình đóng chi, Now đóng làm gì? Có cả 100,000 khách hàng, 80,000 cửa hàng cơ, còn cả bạn người mua nữa cơ mà. Như vậy Now nó chế ra cái app này dành cho đối tác, chứ không phải là end user, là người dùng cuối là tôi với bạn nha. Người dùng cuối với bạn là tôi với bạn là xài cái bên này nè. Em đã hiểu. Vậy anh này làm cho gì? Hãy nhìn qua, hãy nhìn qua. Cái này trên mạng hết nha, chứ không phải tao bịa ra. Là ứng dụng quản lý đơn hàng, giao món tận nơi cho các nhà hàng đối tác của dịch vụ đặt món trên Now. Đó, được tải miễn phí trên hệ điều hành Android. Đó, tính năng tác nhận, báo cáo, tắt bật nhóm, khuyến mãi, tắt bật món. Đó, khuyến mãi, tạo khuyến mãi ngày. Chứ Now biết mẹ thì khuyến mãi cho cửa hàng mình, khuyến mãi khác cửa hàng đằng kia, khuyến mãi ở ngoài đường, ngoài phố, mày thấy mỗi thằng nó khuyến mãi khác nhau mà. Now lo làm gì? Now chỉ ngồi lo những quán ăn nào làm ăn bậy bạ hay thứ gì đó mà bà con feedback quá thì bắt đầu mới giải quyết câu chuyện là đóng cửa hàng lại để cho bà con đỡ bị mua lầm chẳng hạn. Nào hãy kiểm tra xem thử qua, bỏ qua, có nhiều thứ lắm. Hết món. Đó, nó có màn hình cập nhật món nè. Đó, chứ tự nhiên bắt Now đưa ngồi quản lý mà tao bán bún bò 50,000 hay 60,000 thì tao approve cho mày cái việc 60,000 thì cái mẹ quán mày bán đấy, bán mắc thì do chuyện của mày chứ bộ. À, chứ vậy chủ quán phải lo. Bỏ qua đằng trước, xem thử cái này mới vui nữa này. Nhiều lắm. Đấy, các tính năng đấy, các tính năng đấy, tao càng kể đây là các tính năng đấy, đó là hình elip đấy. Kiểm tra tình trạng đơn hàng, tao chỉ quan tâm cái này thôi. Nha, xem xíu. Menu. Cho phép chỉnh sửa menu. À, thì chọn chỉnh sửa món. Chỉnh sửa topic. Đấy, màn hình này này, có món. Ủa vậy chỉ có quán ăn thì nó mới biết món gì nó nên bán mà không gì không bán chứ. Thì tốt nhất là tạo món ăn. Vậy mục tiêu của cái này là một món ăn được đưa lên trên bà con sẵn sàng để dùng. Tôi với bạn ở cái bên nhánh bên kia sẽ sẵn sàng để dùng. Như vậy đây là một use case. Một use case là một tình huống xài cái app. Tình huống xài app là sao? À, đó tao ngồi tao muốn chỉ sửa món đó. Cuối cùng đích đến của tao được là cái gì? Là món nó được đi lên. Lên trên cái việc mà mua bán của bên Now.vn hay trên cái app Now của chúng mày. À, rồi nếu ta muốn đổi giá vì có giá tiền mà đợt này anh cũng bà con hơi ngại đi và cần khuyến khích bà con nhiều hơn, cho nên là bây giờ nhân công thì mình cũng đang không trả lương hay gì đó bởi vì lý do quán này dẹp mẹ rồi, tức là ít nhất thì kiểu kia, cho nên vẫn có thể giảm được cái chi phí, cho nên bây giờ thôi giảm luôn giá thành cho bà con để khuyến khích bà con mình ăn lời ít hơn một chút xíu nhưng mình bán được số lượng nhiều thì cũng vẫn tốt vậy, chứ để con để có cả tiếng tăm nữa, cho nên giảm giá sắp sang. Như vậy ta sẽ cập nhật giá tiền món ăn. Cập nhật giá tiền món ăn tức là đích đến được là món ăn được thay đổi, nhớ là đích đến, còn nó thông qua mấy màn hình cái mẹ nó quan tâm, mình chỉ quan tâm cuối cùng được gì, đây đặt giá ngày lễ. Có vụ này nữa hả thầy? Đúng rồi, chúng mày đã thường thường ăn Tết, chúng mày biết rồi, ngay ngày Tết ấy, thì thường thường là mấy người ta quán ghi câu là quán mở cửa xuyên Tết nhưng mà có tăng phụ thu 20%, đại loại vậy. Đúng rồi, Tết người ai ăn chơi thì bắt quán người ta làm để phục vụ, người ta có quyền và cái vật gọi vật đồ đạc mà nguyên vật liệu nó cũng phải mắc tiền hơn cho người dân khác, người ta cũng nghỉ trên vào phải ít hơn phải mắc hơn chứ. Đó, nên sửa giá, sửa ngày. Như vậy đích đến là đạt được cái sửa giá, còn thông qua mấy màn hình chọn lịch trợ liệu cái thứ kệ mẹ nó, đấy là phần hầu, phần chi tiết phải nhớ cái mẹ sơ đồ. Rồi. Đóng quán trên nào? Đấy, đóng quán là mình hôm nay mình đóng này. Quán tự đóng đi chứ mất công ngồi. Ê bác admin này, bác ngồi bác bên nào ơi, bác ngồi bác đóng dùng cho em cái quán ngày hôm nay em nghỉ một tuần vì mệt quá. Hay là nguyên vật liệu bị đứt gánh, hay là bây giờ đang trong khu vực gọi là bị giãn cách thì thôi, nhân về giãn cách thì thôi em khỏi làm luôn cũng được, chả ai cấm, đâu có ai ép em phải bán quán đâu, thôi em nghỉ luôn để chờ trường hợp là sau này khách quay trở lại nhiều hơn. Đóng quán vậy có thể gồm rất nhiều màn hình, dẹp mẹ nhiều màn hình đây, chuyện đó là chuyện chi tiết. Vậy cái đóng quán chính là một đích đến, mọi người có theo kịp được cái chữ đích đến chưa ạ? Và trong đây nó gồm những cái mục nhỏ nhỏ này, chọn này, chọn nhưng cuối cùng phải ấn đóng một cái. Đó, thay đổi trạng thái, đóng một cái, mở một cái, mày phải chọn qua vài nút bấm gì bắt đầu mới làm được. Quán bận 5, 10, 15 phút hay mặc định là một tiếng hay là cả ngày, chọn xong bắt đầu ấn mở quán một cái, ấn quán bận một cái thì lập tức nó sẽ báo trên cái nào kia là bận hay rảnh, mình sẽ nhìn được cái nút màu xanh xanh là có phục vụ hay không, nó đang mở cửa hay không, màu xanh này nó có ý đồ hết đấy. Vậy thì đến đây bạn đã hiểu được tính năng là gì rồi. Tính năng là những cái màn hình mà ta thao tác. Đó, tính năng là những màn hình ta thao tác. Có thể đi qua vài màn hình mới xong được một việc gì đó. Ví dụ chúng mày muốn
muốn muốn đăng ký môn học thì chúng mày phải làm bài thao tác gì đó rồi chúng mày mới ấn ok đăng ký. Còn điểm danh thì thầy Hoàng phải chọn menu xong bắt đầu vào phần check. Đó, check cái xong phải ấn nút submit. Nhưng mà kể cả cái đó xong thì bắt đầu mới chính thức là điểm danh được ghi nhận. Tao chỉ nhìn cái chữ điểm danh được ghi nhận thôi, chứ tao không nhìn cái gì khác thao tác. Thì cái đó tôi còn gọi là use case. Và mỗi người dùng khác nhau thì sẽ có những cái use case khác nhau, tức là có những màn hình khác nhau. Tôi với các bạn là người dùng chỉ có những màn hình này, nhưng mà cái ông chủ quán thì có những cái màn hình lạ hơn. Mặc dù ông lại cuối cùng đi mua ở chỗ khác, mua món ăn chỗ khác, hôm nay nhà ông bán hủ tiếu nhưng mà tự nhiên ông muốn ăn bò kho. Đó thì chẳng hạn thì ông sẽ đặt bò kho, con cái ông muốn ăn bò kho thì ở mày lên mày đặt đi. Cho nên thì khi đó cậu con hay chính ông thì ông lại phải đặt ở trên đây. Tao bán là tao xài app này để tao cập nhật, nhưng tao mua thì tao lại đóng vai trò khách hàng bình thường thì tao lại xài app này. Phải nhớ câu đó nha. Cho nên mỗi cái role khác nhau đó là mình phải phân biệt được thông qua cái này, cái hình biểu tượng này. Và những gì người ta làm được là cái tính năng what thì là dựa trên vẽ hình ellipse. Đấy là điều mà mình phải nắm được về cái sơ đồ chung. Rồi, vậy thì tuyệt đối quy ước đặt tên cho use case là tính năng bắt buộc phải là verb object. Verb cộng object tức là động từ, là phải nói về hành động. Người dùng làm được gì? Không nói làm sao sử dụng tính năng đó, chỉ nói quyền được làm và quyền sử dụng nó thôi. Đó, ví dụ login là một cái, create an order, tạo mấy đơn hàng, đích đến là có tờ giấy bill tính tiền. Post một comment, post comment gồm có kêu khi phải là theo mình post lên xong nó còn hỏi câu hãy chọn hình núi biển báo giao thông, tức là cái captcha, hay là 5 cộng 5 bằng mấy gõ số vào, hay gõ cái chuỗi nhì ngằng gì đó để xác thực bạn không phải là con bot, nó tự động nó comment. Hiểu rồi. Đó, như vậy cùng những cái thao tác gì đó thì đích đến comment được đưa lên. Remove a product cũng y chang vậy, một sản phẩm biến mất khỏi trên kệ. Đây tất tần tật cái này được gọi là use case. Được chưa? Tôi có ghi chú một câu nhỏ đằng sau một use case chính là tương ứng một vài màn hình UI á, chứ không được đặt interface nha. Đừng bao giờ cấm trong ngày lập trình của mình không được dùng chữ interface một mình, trừ phi bạn đang nói về code. Vì chữ interface chính là cái public interface trong lập trình các đối tượng. Còn nếu nói về cái giao tiếp mà người dùng ấy, người ta tương tác ấy, thầy user interface, việc nào ra việc đó. Nói không đúng ngữ nghĩa á, người ta cười cho mình, bởi vì người ta hiểu sai luôn. Thằng này gà, đừng bày đặt tiếng Anh tiếng biết mẹ gì cả. Thế đi, nó phải đằng sau nó một vài mình. Hồi nãy bạn thấy cái việc mà đóng quán là vài màn hình đó, cho nên cái manh mối để giúp bạn nha, để tìm ra use case, tức là đằng sau của nó là vài màn hình để người ta bấm nút cái con mẹ gì đó cuối cùng ra được kết quả. Đây là manh mối để giúp các bạn làm vẽ sơ đồ use case. Ok chưa? Và một use case chính là một xử lý, nó phải có xử lý. Nó không xử lý thì không gọi use case. Vì tao muốn làm điều gì với app mà, người dùng muốn làm điều gì với app, phải là kết quả, phải có một kết quả, một đích đến mà khách hàng mong đợi. Họ mong đợi vì đây là cái mà họ đang làm trong việc hàng ngày. Bà chủ quán hồi nãy tôi vừa kể rồi, bà chủ tiệm tạp hóa không có phần mềm thì vẫn phải ghi cái bill lại. Nếu mà ít quá thì nhầm trong đầu luôn, còn nếu nhiều thì phải ghi ra để người ta ngồi đó, bản thân mình mua về mình lẩm nhẩm. Nói là mọi bữa cũng mua có 20 món thôi, cũng khoảng 100-200 ngàn thôi, tự nhiên hôm nay vọt lên 300 ngàn. Chúng biết có công được bộn lộn gì không? Rồi cái đó kiểm tra nhầm đối chiếu với cái đó. Tin tao đi, chúng mày cũng đã luôn luôn thế. Đó, thì bây giờ cho nên nếu có phần mềm thì anh em mình vẫn phải có cái in bill vậy. Vậy thì bill qua phần mềm thì nó cũng phản ánh đúng cái câu chuyện mà của người dùng đang làm thằng này. Đây là cái manh mối để giúp chúng mày vẽ được cái use case, để tưởng tượng ra được requirement. Nó phải là màn hình, cho nên phải giả bộ app quá rồi. Giả bộ app quá rồi, chưa cần chi tiết cái màn hình bên trong. Nhưng biết thường, giả bộ app quá rồi, người ta đi qua màn hình login. Login xong rồi đi đâu tiếp nhỉ? Đi vào trang dashboard là trang menu chính. Trang menu chính làm việc thì chắc chắn khác nhau giữa giáo viên, giảng viên, sinh viên và sale bán hàng và thủ kho. Như vậy rồi. Vậy vào trong cái trang đó mình làm cái con mẹ đi tiếp nhỉ? Chắc chắn là thêm xóa sửa tìm kiếm cái bà nội gì đó rồi. Đó đó, mình phải hình dung cái mạch trong đầu để tưởng tượng các tính năng. Đây là vai trò của người BA, kỹ sư cầu nối. Các con à. Chứ đừng có ngồi mà nghĩ. Phải tưởng tượng là nếu tao là người dùng, tao làm được cái mẹ gì? Cái gì? Còn từ từ đừng quan tâm màn hình, trong đó có nút bấm, có drop down, sổ số, có checkbox, có radio, button như cái gì đó, dẹp mẹ đi. Quan trọng nhất, tao có cái màn hình gì để họ làm được cái việc này. Đó, thì câu đó gọi là use case. Nhớ nha, phải tưởng tượng, đây là nguyên tắc, đó là vai trò của người BA, cho nên nó khó. Chứ còn bây giờ mày tưởng tượng cái câu này, làm sao mình làm được cái màn hình nó hoành tráng cỡ này, làm sao là làm được nhiều cái màn hình thế này, thì bắt buộc phải dựa trên sự tưởng tượng, dựa trên sự làm việc khách hàng để hình dung trước các nút bấm. Chứ làm gì khách hàng vẽ được nút bấm này cho mình? Ba má mày đặt hàng phần mềm bán hàng thì tự nhiên ba má mày vẽ được cái web trong web mày luôn đấy hả? Còn mơ. Đó không phải là việc của ba má mày, chứ không phải ba má mày không tài năng, không phải việc của ba má việc của ba má là bán hàng. Bây giờ tao muốn bán hàng online, chấp hết.
mày làm cái mặt hàng bán online, mày trình bày làm sao, nhìn thời trang nhìn tao sướng là được rồi. À, cái câu đó bây giờ mình phải dựa trên kinh nghiệm cá nhân, dựa trên những cái thông tin đã có sẵn trên thị trường, trên các website tương ứng mình đã từng đi mua hàng, rồi dựa trên kinh nghiệm cá nhân mà mình tưởng tượng trong quá trình lập trình để mình hình thành các màn hình, và sau đó mới cần feedback với khách hàng hay không để điều chỉnh tông màu chúng các thứ gì đó. Tất cả câu chuyện đó là một quá trình rất dài để xác định cuối cùng mới ra được cái màn hình design front end đó. Tao thề với mày điều đó, và sau đó viết code. Cho nên ngay cái môn Java web thì chúng mày đang học ấy, thì cái đầu bài, cái màn hình nhiều khi thầy cô đã vẽ mẹ ra rồi, thì mình thấy cảm giác lập trình nó dễ. Không, phần lập trình back end còn khó học máu. Nhưng mà riêng cái việc vẽ màn hình đó là nó phải đi về giai đoạn tôi đang cùng làm với các bạn, thầy yêu cầu một phần mềm. Nhớ nha, chúng mày đang được tận hưởng rồi, chúng mày mới quên mất cái việc khó khăn. Nào, đây ta sẽ vẽ. Ta sẽ vẽ từng tình huống xài. Thì cái đó phải nhớ rằng, đây, các câu lưu ý, không có hai diêu cây trùng tên, không được trùng tên, phải là verb object go target, phải nó tương đứng với, nhưng nó không phải là giao diện nha, tức là đằng sau nó là nhiều màn hình nhưng mình không có tư duy, phải có xử lý. Đây là cái manh mối, đây là cái manh mối để giúp mình vẽ ra đúng, và tuyệt đối không nhầm lẫn với step. Tôi sẽ giải thích cái này liền. Bây giờ mình vẽ tiếp đây đã, mình sẽ vẽ tiếp. Ok, còn actor là hình người giả. Hình người giả nó khó lắm nha, có nhiều thứ lắm ở đây này, tôi sẽ nói sau. Hình người giả là tác nhân, tác nhân là người sử dụng app, mình quan tâm cái này trước đã. Còn hai cái vế này, vế khó hơn, từ từ nói. Rồi người dùng thì là người chia ra các loại, loại chưa, bây giờ bắt đầu tôi sẽ bàn về câu độ. Đây, người chưa login, tức là nếu tôi đứng ở Now đây tôi vẫn có thể xem hàng được. Thì cái người mà chưa login, hay có account, tức là chưa thèm login, hay éo có account, nghe kỹ câu nha, có account hay không có account, chưa cần biết, nhưng mà cứ vào app mà xài luôn. Ủa, có vụ này hả thầy? Có vụ là phải login mới xài được nha. Cái nào phải login mới xài được? Trả lời. App nào phải login mới xài được? Trả lời. Pháp thầy. App ngân hàng. Pháp. App ngân hàng. Đúng. Còn cái nào nữa? Facebook đúng không thầy? Facebook. Mail. Đúng không? Đúng rồi. Ủa, Facebook không login có thể xem được một số không? Xem thông tin được không? Được thầy. Được. Đúng không? Miễn là có cái URL của người đó thì vẫn xem được một cơ bản một số thông tin ngắn thôi đúng không? Dạ dạ. Ờ. Đó, thì vấn đề một số forum diễn đàn, forum của các trường đại học nha, forum chứ còn nó không phải là mạng xã hội nha. Nó kiểu mạng xã hội nhưng mà nó gọi cái tên miền khác chứ không phải là mạng xã hội. Mình đang hàm ý mạng xã hội là TikTok, Instagram hay là Facebook á. Thì những cái forum riêng là nó có cái tên miền riêng, và vào đó thì có cái giống như cái tinh tế hay là VOZ hay cái gì đó đại loại vậy. Thì có những forum của các trường đại học mà ta làm riêng và chỉ có sinh viên trường đó mới được vào xem. Còn có những forum ví dụ như tinh tế vào trao đổi về công nghệ, đọc các đủ các loại tin tức trên cuộc đời này. Ừ. Forum về máy có luôn, bình luận tùm lum. Forum về hacker có luôn, tất cả mọi thứ đều có. Vấn đề là nếu bạn muốn người ta vào tiếp cận sớm thì bạn đừng bắt người ta login. Còn những cái gì mang tính chất riêng tư của một cộng đồng mà không muốn người ngoài tọc mạch vào, phải người đúng người cộng đồng, thì lúc đó bạn với người ta bắt người ta login sớm. Cho nên cái câu chuyện login ở đây là phải suy nghĩ là tùy loại app nữa cơ, chứ không phải cái app nào bực vào cái login mà đã khiến cho người ta nản lòng ngay từ lúc dùng. Ê, chúng mày thấy forum của tao hay không? Rất nhiều thứ nó vào nha, tinh tế đấy. Vào chúng mày đọc được quá trời luôn. Chúng mày cứ vào đọc đi. Tao chỉ cần chúng mày đọc đã thì chúng mày vay rồi. Sau này chúng mày cứ lên đó thì bắt đầu chúng mày có ngứa tay, bắt đầu muốn tranh cãi nè. Lúc đó bắt đầu nản, tạo account cũng không muộn. Còn ngay từ đầu nhiều khi bắt người ta tạo account thì cũng có một cái yếu tố tâm lý là mẹ cái biết hay không bắt người ta tạo. À, cho nên đó thì cũng là cái cách để tiếp cận khách hàng, tiếp cận được những nhóm người dùng. Cho nên tùy chiến lược. Nhưng tôi vẫn muốn nói về login. Tức là cho dù bạn xài được hay không xài được thì bây giờ tính tiếp. Đứng trước màn hình này. À, đứng trước màn hình này. Tao là khách hàng đây. Guest. Vì tao không để lại danh tính. Bây giờ tao đăng nhập. Đó, guest tao làm được việc đăng nhập. Bạn có quyền đăng nhập bằng cách tài khoản riêng của bạn. Tức là mình tạo riêng. Bằng cách nào đó. Hoặc thứ hai là bắt đầu mình đăng nhập qua. Đây, sign up đây này. Số điện thoại, Facebook và gì đó. Và Google. Một trong những cái bạn làm riêng. Gõ vào. Nói chung cũng lại. Khi tôi đang đứng ở đây, các bạn cũng đang nhìn thấy cái màn hình này của tôi. Thì tôi với bạn đều vẫn đang gọi là guest. Vì tôi với bạn đã có danh tính mẹ đâu. Ồ, em có mà, em có cao mà. Mày có đúng không? Mày phải gõ vào tao mới tin. Mày gõ vào, mày gõ sai, mày gõ vào được, tao mới tin. Cho nên đứng trước cái màn hình của cái app này thì coi nghĩa là bạn hay tôi thì đều bình đẳng như nhau. Vì lý do là chưa biết. Muốn biết khác nhau hay không phải vào hệ thống thì mới biết được. Cho nên đứng trước màn hình login và FAP của trường mình, tôi xin lỗi nha, tôi vừa giả sử giả tế tôi mở FAP lên thì tôi với bạn bằng nhau, vì bạn có thể mượn máy của tôi để bạn login được mà. Cho nên đứng trước một màn hình nào đó
màn hình login. Tôi đang nói màn hình login trước. Đứng trước màn hình login thì tôi với bạn bình đẳng nhau. Chỉ biết là chúng ta sẽ khác nhau sau khi chúng ta vào hệ thống. Như vậy nghe kỹ câu này. Đứng trước màn hình login, cho dù có ở cao không có ở cao thì máy đâu có biết. Nó chỉ biết rằng có một thằng anonymous ghét sao mở cái màn hình lên thôi à. Cho đến khi nó nhấn nút mà nó nhập đàng hoàng và nó chạy được thì có nghĩa là bắt đầu nó mới vào trong được. Vậy thì đang nhập và đang đứng trước màn hình này thì tôi vẫn gọi bạn là guest vì bạn chưa được tôi cho con vào cửa. Đó, vậy thì tôi giải thích một khái niệm là guest tức là người chưa login nhưng đang có thể chuẩn bị login hay đang có thể duyệt trang web này đều được như nhau. Đây là guest tôi đang duyệt. Và ngay cả đứng màn hình này tôi cũng vẫn đang là guest vì tôi đã chẳng biết tôi là ai đâu. Và giờ tao chém gió, tao có ở cao đấy, giờ tao login không được thì chúng mày cũng nói ai hi thì nói điều. Thì vẫn đang là guest. Còn khi tao vào được rồi thì lúc đó tao đâu phải là guest nữa. Tao là người dùng đã được xác thực. Nghe kỹ câu. Đã được xác thực. Được xác thực tức là trong tiếng Anh nó dịch là authenticated. Tao đang dẫn vào những cái chữ câu chuyện đấy nha. Nhớ những cái thuật ngữ thế nào xuất hiện trong môn của mình. Như vậy. Authenticated. Authenticated user. Là người dùng đã được xác thực. Xác thực là thầy Hoàng là giảng viên vào trong hệ thống FAP được đi sang trang khác ngay. Xác thực được rằng chỗ này nếu đứng ở đây tôi với bạn bình đẳng, sinh viên bình đẳng với thầy Hoàng bình đẳng, bình đẳng hết. Vì đâu biết đâu, cho nên lúc này thầy Hoàng và sinh viên đều cần một thao tác là login thì để biết ai là ai. Như vậy thầy Hoàng với bạn sinh viên lúc này đang được xem là guest của hệ thống. Và đó là lý do guest thì login. Anh em có theo kịp ý thầy Hoàng nói không ạ? Dạ có. Rồi. Còn tình huống tôi chưa có account. Hệ thống này thì bắt buộc phải login kiểu này rồi. Tôi chưa có account thì lúc này tôi sign up là đăng ký đây bạn. Như vậy guest cũng làm được việc thứ hai là đăng ký. Kịp đến đây chưa? Dạ kia thầy. Vậy đây là một cái logic làm ơn nhớ cho tôi. Guest thì login. Để anh trở thành customer. Vậy khi được gọi là customer tức là thực ra đã vào tao rồi. Và vào hệ thống mới là customer chứ mày nhìn màn hình của tao nè. Tức là tao đã login mẹ rồi. Tức là tao customer thì mình mới thấy được bên trong. Như vậy nếu là customer thì anh sẽ làm được tất cả những việc bên trong của app vì anh đã login rồi. Như vậy nếu anh là customer, nói chữ customer có nghĩa là anh đã xác thực rồi thì anh sẽ làm được việc gì với app. Ví dụ tôi view profile, tôi log out, cái này là phần hôm bữa mình đang làm và hôm bữa mình vẽ một loạt đúng không, và bây giờ mình làm tiếp. View profile xong em cảm giác em muốn edit lắm thầy ơi và em muốn cập nhật cái avatar của em trên cái FAP trường mình cũng làm được. Và bây giờ em view profile đây, em edit profile nó để theo thứ tự nhìn cho nó dễ về mặt logic. Rồi xong thưa thầy, vậy em làm được gì tiếp? Customer còn làm được gì tiếp? Hôm bữa các bạn còn nhớ cũng giống như cái màn hình này, cho tôi không có nối lại cái phần 7-Eleven cho nó mất công thời gian. Như vậy bạn nhìn trong màn hình nào cũng tương tự vậy. Bạn nhìn đây nè. Cái này người ta gọi là the list of, tức là danh sách của những món ăn hoặc quán ăn mà đang có sẵn. Nhưng mà danh sách là liên quan đến ưu đãi. Tất nhiên mình xem tất cả, mình sẽ thấy. Đây, nó có rất nhiều cái danh sách khác nhau. Nhớ rằng đây là danh sách nha. Như vậy về mặt lý thuyết đằng sau câu chuyện hậu trường của phần mềm Now này, nó chính là một câu lệnh select. Đây là một xử lý rõ ràng, select những quán ăn nhà hàng theo cái khu vực nào đó. Đó bắt đầu. Hay nó mặc định, được chưa? Những top thằng nào bán nhiều. Nhưng mà đây là danh sách nha, đây là một xử lý đấy. Riêng màn hình này đã là một xử lý. Rồi, tiếp tục này. Bây giờ tôi bắt đầu tôi làm tiếp, tôi muốn quán xem là quán Sunny House có cái gì thôi, bánh mì Thanh Xuân đi. Kích vào. Thì lúc này là sang tính năng khác rồi. Một tính năng là tôi muốn xem chi tiết của quán. Phải nghe kỹ cái câu. Vì đây là màn hình khác, là xử lý khác. Có where rồi các con ơi. Trong database cái này, chỗ này là có where trên cái quán ăn vừa click. Mình để chuột đây, mình click là biết thừa nha. Cái hyperlink này này, bạn thấy không? Cái URL dưới đáy màn hình nó có nói đấy. Xin lỗi đi xuống đây này, nó bị vào mắt. Đây, URL báo này. Bánh mì Thanh Xuân shop online. Như vậy đây là một xử lý khác rồi. Và xử lý này tôi gọi là view detail, xem chi tiết, một cái specific, tức là một cái cụ thể. Vậy đây cũng lại là một tính năng vì tôi cảm nhận được rằng là tôi được điều gì này. Hay đọc được thông tin quán với các con hàng ở dưới. Đây là điều được. Đừng nghĩ là được là phải cầm trên tay. Nhìn thấy máy cũng được mà. Ủa tao có thằng bạn nó vừa chuyển tiền cho tao như điện thoại nó kìa. Ở đó thì rõ ràng. Ai đó cái thằng này tưởng không đòi được, cuối cùng hôm nay biết tử tế kiểu mẹ nào, biết nhân phẩm thế nào, tự nhiên nó trả tiền. Được rồi, có tiền rồi.
Ở đâu thấy cầm trên tay đâu, cầm trong số tài khoản báo trên tin nhắn cũng gọi là được chứ còn gì nữa. Cho nên phải hiểu cái chữ được, chữ có trong tay, cái kết quả nó phải vừa góc độ là mình cầm trên tay hoặc là một cái giá trị mà mình nhận được theo kiểu thông tin. Đây là điều phải lưu ý khi vẽ use case. Như vậy tôi đã vừa giải thích xong được một cái khái niệm là danh sách các món ăn nhà hàng. Vậy thì trong cái phần 7-Eleven, bạn có quyền vẽ tiếp và nháy vào hai lần, nháy chuột hai lần vào và bạn sẽ vẽ. Ví dụ việc đầu tiên, khi tôi vào 7-Eleven, chắc chắn tôi cá với các bạn. Việc đầu tiên tôi sẽ phải thấy là lấy được cái mã vạch của tôi. Như vậy, get QR code. Rồi mọi người vẽ tiếp theo nha. Vì hôm nãy bữa mình vẽ đang dở dang mà đúng rồi đúng không? Get QR code. Còn bạn nào mà quên mất thì nó ở đây. Nó nằm đây. Đây, view case là các tình huống xài app. Đó. Vậy thì có bao nhiêu tình huống chỉ vẽ ở đây. Vẽ những gì vẽ trong đây tương đương với việc app sẽ phải cung cấp. Hoặc là tôi sẽ được dùng. Rồi, tiếp tục. Tôi sẽ xem được danh sách get the list of, hay là view cũng được, the list of hot deals. Hot deals tức là những cái thông tin mà khuyến mãi mới nhất mà áp dụng chung. Cái này là có nếu chúng mày dở lại 7-Eleven. Nhưng mà danh sách này mình muốn tò mò một cái nào đó, mình muốn tò mò một cái nào đó thì tôi gọi là view. Specific. Nha. Điều. Mọi người có đang theo kịp tôi nói không ạ? Mình đang phân tích trên một cái app đang có thì tương lai những khách hàng sau này khi người ta đặt hàng phần mềm của bạn, mình cũng lại phải làm cái câu kiểu tưởng tượng trong câu chuyện của họ. Mấy bạn bán thời trang thì bây giờ bạn làm gì? Có phải bạn bày các quán đồ, các quần áo đi trên cái tủ đúng không? Vậy thì bây giờ nếu bạn bán trên online thì bạn cũng phải bày ra những cái quần áo đúng không? Có thể cho filter không? Để cho người lựa chọn. Tao tin rằng con quầy thời trang người ta cũng đã chia thành từng nhóm đồ khác nhau mà. Váy đầm có thứ rồi đó, cả váy liền quần hay gì đó, nó có đủ hết, nó tách riêng từng chỗ để bạn đỡ bị lỗ lộn. Tôi cá bạn như vậy thì bây giờ bạn cũng phải thấy là người ta đã làm điều đó theo từng section, từng khu vực. Thì trên đây phần mềm cũng phải chia như vậy. Và đó là cái xử lý mà phần mềm phải làm. Thì nó gọi là use case và người dùng sẽ tận hưởng được. À, cho nên cái vẽ sơ đồ này là nó khó ở cái chỗ là nó khó có một đáp án đúng cuối cùng. Vì nó tùy góc nhìn chi tiết của mỗi người thiết kế. Đừng lo lắng, chỉ có điều đừng làm sai quy tắc thôi. Chứ còn không có một phương án thống nhất cho một bài toán về cách vẽ. Nó cũng giống như một ngôi nhà, bạn thấy ở ngoài đường như này, các nhà nó rất đa dạng, cùng miếng đất bề ngang như vậy, nhưng mà cách thiết kế khác nhau, miễn người ta ở được. Cho nên đừng bao giờ kỳ vọng có một cái sơ đồ UK hoàn chỉnh và hoàn hảo cho mọi bài toán nha. Hay là giống nhau, mọi người đều vẽ giống nhau, nhưng có những cái cơ bản phải có. Log in, log out thì mẹ kiếp mày không có mới lạ. Edit profile, view profile không có mới lạ. Đó, và phần còn lại thì bắt đầu là tùy bài toán. Rồi, tiếp tục. Ngoài cái hot deal tôi làm vài cái để các bạn cảm nhận được độ phức tạp. Tiếp theo, cái 7-Eleven của mình nó còn có cái gì? Nó còn có nữa là bây giờ các voucher. Hôm bữa tôi bạn nhớ là tôi nhìn cái voucher của tôi rồi, đúng không? Get the, yeah, the list of, yeah, the list of my old voucher. Tức là những cái voucher đang có của tôi là có nha. Rồi, và tôi có nhiều voucher thì bây giờ tôi phải dùng một cái voucher nào đó. Thì dùng một cái voucher thì tôi sẽ vẽ là lấy ra để dùng. Tôi gọi là get hay là view. Get cũng được. View a specific voucher. Đó, các bạn vẽ đi. Theo kiểu này, vẽ vài cái để bắt đầu mình có cái. Rồi, ai đang mở cái mic on ấy, thì vui lòng tắt đi. Hoặc hỏi gì thì hỏi. Không thì sẽ ồn đấy. Tiếng ồn của tôi đã đủ khiến các bạn nhức đầu rồi. Tiếp tục. Tôi vẽ cái tiếp theo. Nhiều lắm nha, các tính năng trải nghiệm nhiều lắm. Mình không có tham vọng vẽ hết đâu. Đừng có đùa. Còn cái tin tức khuyến mãi nữa. Cái trên này cái deal là deal mới nhất, hot nhất thôi. Nó có mục riêng. Hôm bữa nếu các bạn mở lại cái 7 của bạn đi. Giờ bạn mở máy của bạn đi. Là có. Nha, tôi không muốn làm lại. Get the list of promotion and news. Những tin tức và mình có quyền xem một cái tin tức thông báo riêng. Cũng lại tiếp tục của em thấy nó có vẻ lặp lại lại. Đúng rồi, rõ ràng phần mềm nó lặp đi. Tao hỏi về phần mềm Facebook với phần mềm mọi phần mềm khác thì giống nhau mà. Nào, post một cái status, tức là tạo mới. Trong forum thì cũng có post một cái câu hỏi, một cái thảo luận. À, trong phần mềm của trường mình thì cũng vậy, là tạo mới một hồ sơ sinh viên. Post với tạo mới là như nhau, thêm mới. À, một bài viết mà bà con chửi quá thì hạ xuống, remove hay là ẩn đi,
thì trường mình cũng vậy, sinh viên nghỉ đổi ngành hay chịu đổi trường nghỉ học thì là xóa lấy cái câu chuyện update, viết xong mình cần edit lại thêm, sửa lại câu chữ tí, vì tôn trọng những tranh luận của mọi người nhưng mà câu chữ nó nhạy cảm, chỉnh lại tí và xin lỗi mọi người dưới, vẫn cứ để đảm bảo tính minh bạch khách quan thông tin. Edit update đúng không, thì mày mở cái profile của mày lên mày edit vậy mà. Như vậy cái chữ carrot nó xuất hiện rất nhiều lần ở trong cuộc đời mình. Carrot, create, retrieve, update, delete, thế xuất hiện nhiều ở mọi app, chỉ có điều hình thức gọi tên nó khác nhau, nhưng cái logic vấn đề đều là tạo mới một cái gì đó, xóa một cái gì đó đi, ẩn một cái gì đó đi, bổ sung và chỉnh sửa nó, tìm kiếm nó, chấm hết. Mình phải nắm được cái vấn đề đó thì đừng có nghĩ là thầy đang lặp lại hay gì. Không, app là vậy mà, thông tin khuyến mãi thì phải cho người ta xem, voucher phải cho người ta xem, đúng không? Danh sách sản phẩm cho người ta xem từng danh sách và xem cả danh sách và xem từng chi tiết. Chú mẹ nó trả lời. Rồi, view. Specific. Tôi sẽ dùng tiếng Việt, tiếng Anh nhé, để cho nó các bạn quen. Specific. Voucher. Tức là mình đang xem riêng một cái voucher để mình có thể dùng. Cái này rồi, một cái tin tức chứ. Specific. New. Promotion. Còn cái tính năng là xem những cửa tiệm gần nhất ấy, nó còn vẽ tiếp. Thì vậy thiếu gì vậy? Đây con rồi. Nha. Yeah. View. The nearest. Store. Có nha. Mình mở app lên mình xem kênh gần mình bán kính vài trăm mét đến cả km có những cái seven nào không? Có đấy. Nên là có. Nó là một cái tab cuối cùng của cái seven đấy. Còn nhiều nha. Vậy mỗi cái đó mình sẽ làm được cái gì? Bạn nên nhớ cách vẽ cái này là nó sẽ tương đương một màn hình. Nó tương đương một màn hình. À, tôi cứ vẽ đây. Phải cho đủ nhiều đều tí. Như đây đủ rồi. Rồi bây giờ bạn sang đây. Bạn nối vào. Vì nếu người dùng làm được gì thì nối vào cái này. Association là cái nét cơ bản hay dùng nhất. Nối vào. Gim. Ấn nó một lần thứ hai gọi là gim. Gim để dùng. Cái tool này trên mạng đều có vẽ các tool khác nha. Đều vẽ được. Bạn chỉ còn quan tâm là UK. Bạn gõ cho tôi chữ UK Diagram Online. Nó sẽ ra các tool online vẽ cú pháp nó giống kiểu này nha, nó giống kiểu này chứ không có phải là cái tool này là tôi dạy, mà vấn đề phải hiểu rằng để thể hiện nó thì có rất nhiều tool khác nhau, nhưng mà khi tôi cài desktop app thì nó dễ dùng hơn, theo nghĩa là nó tiện dụng theo kiểu mình chủ động hơn. Trên kia chưa kể các online kia nó cho miễn phí ấy, thì nó sẽ giới hạn được cái số cái phần tử vẽ trong đây này, nó có nhiều cái điều khó chịu. Mà thằng này mặc dù nó dùng trial nhưng mà nó tự do kiểu vẽ muốn bao nhiêu vẽ. Rồi tiếp tục, trên kia phải login nữa, làm miếng, nhớ ở cao làm miếng. Nói, tôi đang ghim nhá, tôi đang ghim. Ghim bên này tức là tôi đang nối vào cái hình này. Đó. Thế thì khi bạn nên nhớ khi bạn đang ghim, bạn lỡ bấm ở đây cái, bấm ra ngoài cái thì nó báo câu lỗi rồi mày. Nó lỗi màu đỏ đấy, từ từ nó biến mất thôi. Cái này nó hiểu rằng là lẽ ra mày vẽ kiểu này, này bấm vài cái nó bảo. Cái này đừng có sợ, không sợ vì lý do rằng do mình lỗi của mình đã yêu cầu cách này là ghim để vẽ, là vẽ giữa actor là cái người dùng và cái UK, mà tự nhiên bạn vẽ bấm ra ngoài thì hàm ý bạn vẽ lung tung, không sợ vì mình đang ghim thôi, mình muốn hết thì thả ghim, hoặc không thì phải vẽ đúng, mà vẽ đúng là phải nối từ người dùng nối vào tính năng. Nối cứ nối trước đi, cứ nối, còn nhiều trò nữa, từ từ tôi sẽ giải thích. Rồi tiếp tục vẽ xuống dưới. Vẽ xuống dưới. Cách phóng to thu nhỏ của nó là mình ấn phím Control và phím giữa chuột cuộn lên. Rồi đã xong, giả bộ như đây. Thì lưu ý giùm tôi là các bạn cứ vẽ phải thoải mái thôi, ít nhiều không vấn đề nhé. Để quen. Xấu đẹp từ từ tính. Bây giờ mình phải vẽ đúng rồi đã, rồi sau đó bắt đầu mới bàn về đẹp xấu sau. Thế thì đây là những thông tin mà bạn biết rằng hôm bữa tôi nói về lập trình phần mềm. Tức là đừng nghĩ rằng là làm phần mềm chỉ nghĩ cái vé xài này thôi. Nói chị Hằng đừng nữa thấy hoa nở mà ngỡ xuân về đấy. Lại vậy. Đừng có nghĩ rằng là bây giờ là cứ thấy cái dữ liệu vẽ cái này xong rồi okay, phần mềm mình làm như đây. Vớ vẩn. Còn thông tin khuyến mãi này đến từ đâu mày? Tự nhiên nó có à? Rồi làm sao mà cái tiệm store này nó có sẵn cho mày đấy? Có những cái tiệm vừa mới mở thêm, tự nhiên sao bản đồ nó có? Sao bản đồ nó có được? Là cái tiệm gần đây. Như vậy mình phải chấm tọa độ, mình phải đánh dấu rồi phải nhập cái thông tin này vào trong hệ thống thì lập tức hệ thống nó mới có cho mình nó cửa hàng nào gần nhất chứ. Và phần của đó là phần của một cái anh chàng mà ta cảm nhận là ta sẽ không biết.
ta sẽ ít khi ta có cơ hội gặp anh ấy, vì đó là cái thông tin liên quan đến phần hậu trường, tức là phần tạo dữ liệu người dùng, và phần đó là dành cho phần anh chàng sales. Cái này cũng giống như bạn thấy cái quán ăn nhà hàng mà tự nhiên hôm nay nó báo đóng cửa, mình cứ tưởng Now làm, nhưng không phải. Now nó cung cấp cho cái người bán hàng chủ tiệm một cái account, một cái phần mềm riêng, vẫn hút chung vào cái database, tức là cùng nhau chung vào cái database của Now. Chỉ có điều cái nhánh này là mày chịu trách nhiệm cập nhật data quán ăn cho tao đi. Menu thực đơn hôm nay bán như cái món mới nào, thêm món nào đó, chuyện của mày, báo tao. Không, không báo. Cứ tự động nhập vào hệ thống là có lên. Còn mày sẽ bị dọn dẹp nếu người dùng feedback mày làm ăn lừa đảo, ăn gian dối, đồ nó có ôi thiêu mày giao cái thứ này nọ. Đấy, 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 cái câu chuyện tao sẽ xử. Now là thằng trung gian nó sẽ xử. Nhớ nha, đấy là mô hình hoạt động của sàn giao dịch. Nghe kỹ chữ sàn, người ta chợ, 100 người bán, vạn người mua thì gọi là sàn. Còn chỗ này ha, 1 người bán, vạn người mua, đây không phải là sàn giao dịch. Thì câu chuyện quản lý dễ hơn hẳn. Dễ hơn hẳn theo nghĩa là vì lý do ủa chỉ có sản phẩm nhà mình thôi, không có lo phải tìm mở gian hàng, khiếu nại càm ràm chỉ trong đây. Đó, tức là tính năng nó gọn hơn. Còn bên sàn Now là bây giờ mình vào đây mình thấy ngập mặt quán ăn, đủ các loại quán khác trên cuộc đời và vô vàn người mua nữa, thì sàn làm phức tạp hơn vì mỗi cái này lại vào một cái trang khác các con à. Đó, tất nhiên cái tem đây nó giống nha, những món ăn cái thứ này nọ nó giống hết, nhưng bản chất cái này là thông tin khác. Và một ngày đẹp trời nào đó người ta có quyền người ta out cuộc chơi này, còn đây không, cái này không khái niệm out cuộc chơi, chúng tôi bán cho đến khi chúng tôi dẹp tiệm. Cho nên nó khác nhau nha. Mà trên này bạn dẹp hả, kệ bạn, nhà khác vẫn bán. Khác nhau hoàn toàn. Cho nên quy mô quản lý của bên này nó phức tạp hơn rất nhiều so với app bên Thế Giới Di Động. Mặc dù app Thế Giới Di Động cũng rất phức tạp luôn, nhưng thằng này nó quy mô rất to nha, rất to, vì nó khó hơn cho nhiều bên đối tác. Đấy, bạn phải hiểu như vậy để bạn phân tích tính năng cho nó đúng, chứ không phải muốn vẽ thế nào thì vẽ. Rồi, tôi quay trở lại. Như vậy tôi sẽ giả định rằng ta không biết vế hậu trường là ai. Xin lỗi. Được. Thả ghim đã, vì tôi vẽ lỗ. Thả ghim. Và ấn Ctrl Z là undo, Ctrl Z là undo, nó giống như trong phản thảo của thôi. Vậy thì anh chàng sale làm gì? Anh chàng sale sẽ làm những thông tin cung cấp cho bên này nó dùng. Ví dụ thông tin khuyến mãi chẳng hạn. Hoặc thông tin về ví dụ mình có thể ban một member hay gì đó, nó không nên hậu trường giả bộ. Như vậy tôi chỉ bàn một cái thông tin mà mình có cảm nhận, cảm giác làm được là thông tin liên quan đến khuyến mãi và tin tức. Anh ta phải upload lên chứ tự nhiên hệ thống mà có thông tin khuyến mãi cho mình ấy hả? Không có đâu, anh ta phải tạo các chiến dịch truyền thông, tạo các chiến dịch khuyến mãi, chạy sản phẩm. Anh ta nhập vào hệ thống, rồi hệ thống sẽ tự động nó push lên. Và có thể nó tự đóng theo anh ta set cái ngày. Đó, và bây giờ sẽ làm những cái việc đó. Mấy anh em bây giờ mình phải cảm nhận cái vế hậu trường. Rồi, bây giờ mình vẽ cái sales, một vài cái use case. Mình vẽ thêm vài cái tính năng. Click vào. Ghim. Rồi, nó sẽ vẽ thêm vài cái. Cứ vẽ đi. Rồi từ từ ta điền nội dung sau, ta sửa được mà. Edit sau. Rồi, tôi thả ghim. Và bây giờ tôi nhập thông tin. Anh ta đầu tiên quản lý, tức là bây giờ là tạo mới một cái career a new promotion. Một cái khuyến mãi hoặc một cái tin tức đều được quyền nhé. Bạn có thể gộp cũng được hay là tách tùy cái ngữ nghĩa. And news, thông tin khuyến mãi. Và đặc biệt trong thông tin promotion này, tin tức khuyến mãi này, thì nó có cái thời hạn. Cho nên đôi khi có những tình huống, có những tình huống mà cái chiến dịch nó chạy tốt quá, nó lại hết sớm luôn rồi, thì có thể mình gia hạn thêm, redeem thêm, đó, như vậy extend thêm, extend, đây là mở rộng thêm, nha. Yeah, promotion, chiến dịch, campaign. Tôi sẽ quyết định mở rộng. Thì chữ extend này tôi kiểm tra lại cái chữ động từ nhé. Up, chuẩn, động từ. Nó còn chữ extend sờ nữa cơ, khác nhau. Rồi, mở rộng cái chiến dịch khuyến mãi. Có thể mình đóng chiến dịch chứ, mình có thể đóng chiến dịch close sớm hơn thời hạn. Cái này thường có thể nó sẽ làm tự động được. Mình đã set cái thời gian, xét thời gian là tự động đến ngày nó đóng. Hoặc đơn giản chủ động là chưa hết ngày mà đã hết hàng rồi thì cứ chạy viết ở trên mạng như vậy thì bà con để cảm giác lừa đảo. Cho nên có thể đóng trước hoặc ngay trong thông báo có câu là có thể hết trước thời hạn nha, đều được. Update, update cái trạng thái, hay là close thì đúng hơn, close. Đó, campaign.
Đây là một cách, có nhiều cách nha, có rất nhiều cái cách nhìn nhận của vấn đề dữ liệu phía hậu hậu trường. Rồi mình có thể add thêm một cái store, a new store location, là một cái vị trí mới để cập nhật trên cái hệ thống khách hàng, thì khách hàng người ta mới thấy được. Thực ra đôi khi cái này nó lại không cần làm, anh sàng sale là không làm, tùy cái loại app, tùy ý nghĩa. Bởi vì có khả năng cái này nó app tổng của công ty mẹ là đã làm điều đó luôn rồi, thì cái hệ thống nó tự động quét luôn. Có thể thì khi đó cái tính năng, mà tính năng sâu này này, sâu cái store gần nhất ấy, the nearest store, thì nó sẽ lấy cái dữ liệu của bên tổng công ty mẹ của toàn bộ các cửa hàng. Cái này tất nhiên cái này không phải của 7-Eleven nhà mình đâu, đây là app chung, tài chung cho toàn bộ chuỗi hệ thống. Thì có phía bên tổng công ty mẹ, người ta đã bắt đầu người ta bàn cái việc làm luôn cái việc là app store, thì không cần phải trong 7-Eleven Reward, đều có thể được. Cái ngữ cảnh nó mình không biết chính xác, nhưng mình có thể tưởng tượng được chắc chắn phải có ai đó nhập cho mình cái thông tin về cái marker của cái tiệm này lên. Cho nên rõ ràng phải đi định vị cái vị trí GPS nào đó và marker nó lên một cái, thì hệ thống mới thấy, nó phải lưu trong database các cửa tiệm ấy, danh sách các cửa tiệm, không bỏ đâu. À, thì vấn đề cái đó có thể là một vế của bên nhánh phần mềm khác, giống như Now nó có chia 2-3 nhánh, nhưng cũng chung database, thì cái tính năng ở dưới này nó mới nhận được. Đó, cho nên mình khi mình học về cái việc vẽ sơ đồ này, mình đã hình dung ngay cả trong đầu về cái tính năng của phần mềm, cái xử lý luôn bên trong rồi bạn ạ. Chứ không chỉ đơn giản là vẽ đâu. Thằng nào ngồi nghĩ rằng vẽ dễ bỏ mẹ, muốn vẽ thế nào vẽ, sai. Vẽ cái này mai mốt mình phải cài đặt mà. Ủa cái này nó chính là dùng để bắt đầu phần phía sau, là đây là lời hứa làm mà. Em hứa với các bác em sẽ làm như đây mà. Và em sẽ làm, em hiện thực hóa, nên anh nhìn kiểu này cho trực quan rồi em sẽ phải làm. Chứ nó không phải muốn vẽ thế nào thì vẽ rồi phải làm theo đó. À, chỉ có điều vẽ cảm nhận, thì khi bắt đầu mình vẽ thì mình mới cảm nhận rằng sai đúng thiếu đủ, thì nó mới dễ. Còn nhìn text nó khó nói thôi, chứ không có gì sai sót ở đây cả. Rồi thì tạm thời vẽ vài cái này để mình hình dung câu chuyện của với admin tạm thời nhá, cái để này đây. Còn cái gì nữa từ từ tính, bạn có thể suy nghĩ về góc độ tạo data. Rồi association nối vào, association nối vào sale, tạo mới close new. À, mình có thể vẽ vài cái gì nếu muốn, cái để dành đó từ từ nghĩ. Rồi tiếp tục. Ủa nhưng mà em nói thiệt với thầy nhé, sale thì chắc chắn là cũng phải log out rồi, không có đùa thầy, xài app là phải log out. Vẫn có thể cái view profile thì ít thôi, anh ta vì anh ta đến hậu trường, anh ta nhiều khi cũng chả có nhu cầu đâu. Nhưng mà cứ tưởng tượng rằng giống như tôi là giảng viên hay bạn là sinh viên, thì có anh em mình đôi khi có nhu cầu là chỉnh sửa profile, nhưng đôi khi mình chả bao giờ dùng. Tính năng nó có nhưng ít khi dùng lắm. Nhưng Facebook thì thường mình hay dùng, vì Facebook là cái mạng xã hội có tính tương tác rất cao. Còn cái app này thì mình làm cái avatar cho đẹp, cố thì cũng chỉ có mình với cái cửa hàng, thì nhiều khi mình cũng không chú ý. Nhưng mà thường trong cái việc tạo account thì đôi khi vẫn có cái thông tin, thay đổi cái thông tin. Ví dụ email của bạn hay Gmail hay Facebook của bạn, thì bạn có quyền đổi cái nick, đổi trên trang cover. Bạn đổi hay không đổi tùy bạn, nhưng sẽ có cái nhu cầu đó. Vậy cỡ cao của bạn được. Trường mình cũng vậy nhá, sinh viên cỡ FAP của mình vẫn có quyền cập nhật avatar mà. Cập nhật các thông tin thì lúc đó màn hình điểm danh nó không phải là cái hình nhân giống như cái bia đạn thôi. Nhưng mà nó vẫn có. Vấn đề bạn không làm. Vậy thì bây giờ tôi giả định điều đó có ở đây. Như vậy sales có nhu cầu view và edit profile. Tôi đang giả định như vậy đây. Xin lỗi. Bây giờ bạn nhìn, bạn sẽ nhìn. Tôi đang chấm đây, tôi chấm ra ngoài cái đã, chấm ra ngoài, thả ghim, vẽ từ đây vào đây. Và bắt đầu bạn nhìn thấy sơ đồ này, hình như em xin lỗi thầy, nhưng em đang thấy nó có vẻ hơi vãi vãi. Khi nói về sơ đồ, mọi người vẽ kịp chưa ạ? Dạ rồi. Mình đã vừa đi xong những công đoạn quan trọng. Tất nhiên tôi có những cái nốt riêng cho các việc nha. Có những cái việc mà bắt đầu giải quyết phần sau, bắt đầu liên quan đến authorization và authentication. Đó. Còn những phần này còn nữa nha, chưa phải hết đâu. Nhưng về cơ bản, bạn vẽ sơ đồ chỉ gồm những điều sau, thì đã được gọi là UK data. Bắt đầu, tôi giải thích. Thứ nhất, cái hình chữ nhật. Hình chữ nhật này được gọi là system boundary. Luôn luôn phải vẽ. Đây thuật ngữ trong nghề để biết đường. Thuật ngữ trong nghề để ngay cả trong đề thi nó cũng có hỏi những câu kiểu này. Nghe chưa các con? System boundary được gọi là biên giới của cái app. Hình chữ nhật bên trong chứa tên app và các tính năng, các goal, các target, các đích đến, các feature user requirement. Đấy, các feature này. Feature, cái này tôi sẽ ghi gạch ngang ra chứ không kẻ mất công nhìn. Feature, user requirement, functional requirement. Thì những cái chữ này có thể dùng hoán chuyển cho nhau.
hình chữ nhật bên trong luôn chứa tất cả những tính năng của mềm. Cái này không phải là màn hình, mỗi cái hình elip này mới có thể tương ứng với vài màn hình. Tôi chỉ nói cái đích đến của cái màn hình đó là cái gì, tôi liệt kê cái đích đến của màn hình đó là gì đây, thì nó gọi là use case. Còn cái sơ đồ này chứa rất nhiều use case, một tình huống xài. Ví dụ tao là sale, tao có tình huống, tao muốn, case là tình huống, tao muốn rằng là tao dùng cái tính năng này để tao làm cái việc là tạo mới sản phẩm, tạo mới chiến dịch khuyến mãi, để lát hồi bà con đi mua hàng, bà con thấy chưa có thèm nhưng tự nhiên lại có cảm giác muốn mua vì thấy nó rẻ. Đó. Vậy thì đấy là một tình huống tao xài cái app 7. Một tình huống khác, hôm nay tự nhiên cảm giác ngày đẹp trời muốn trẻ trở lại, cho nên mình muốn cập nhật lại cái ngày tháng năm sinh. Hôm bữa tao đã cập nhật cho các bạn xem cái ngày tháng năm sinh của tôi trên cái 7 rồi. Đó thì ok, mình có hứng mình làm cái đó, có hứng mình làm cái tình huống đó, thì cái case là tình huống, còn làm là use. Vậy use case là một tình huống. Em đã hiểu. Và sơ đồ này chỉ liệt kê các tình huống. Còn bằng sau mình biết thừa mỗi tình huống này là xử lý, là phải ra được cái con mẹ gì đó gồm vài màn hình. Chuyện đó là phần how, phần detail. Bố không quan tâm. Và nếu có quan tâm thì nó là phần ai? Đây, nó là phần mô tả dưới này này. Đấy, 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 cái chi tiết này này. Làm những bước nào để làm ra được cái tính năng nó chạy. Nó đây này, nó ghi hết ở đây này. Và một nửa cái cuốn đồ án tốt nghiệp này tôi đã đưa cho các bạn rồi. Nó chính là nói về what, tức là cái gì, và how tức là làm nó như thế nào, chi tiết các steps. Lát hồi tôi còn ví dụ về steps để phân biệt. Mọi người có đang theo kịp tôi nói giữa liên hệ giữa các bên thông tin không ạ? Dạ hết kịp rồi. Tiếp tục, thế thì sơ đồ cơ bản này chính như vậy. Vậy thì hình này gọi là system boundary, đường biên của hệ thống, đường biên của cái phần mềm. Những gì vẽ trong đây là những gì ta sẽ làm. Vậy nếu ta vẽ ngoài thì không bàn, về nguyên tắc logic là sai, đó là điều đầu tiên nha. Còn vẽ bên trong là những tính năng ta sẽ hứa để làm, cho nên luôn phải có cái system boundary. Còn hai phần còn lại là UK là tình huống sử dụng, và cái actor là bạn biết rồi. Actor tại thời điểm này mình đang vẽ là hình nhân, nhưng phải hiểu nó là người dùng. Nhưng tương lai nó còn vài cái dạng khác nữa, từ từ tôi sẽ nói tiếp. Bài này nó còn kéo dài thêm một chút, một buổi nữa mới xong. Như vậy đến đây là tôi đã xong phiên bản đầu tiên, là phiên bản 1, là cơ bản sơ đồ chỉ có như đây. Nhưng tuy nhiên trong đây có nhiều điều nhìn nó không thích thú. Ví dụ nó bị rối, chỗ này là bị rối. Log out hai người cùng làm, mai mốt còn thêm user khác nữa, tôi làm tôi phải log out. Rồi profile nghĩa là gì? Đó, profile nghĩa là gì? Là view profile, thì mai mốt có thằng anh chàng khác nếu có hệ thống này vẫn có view profile. Bạn biết thừa là trong phần mềm FAP của bạn, tôi với bạn và các thầy cô khác và giảng viên khác và phòng đào tạo vẫn có quyền edit profile. YouTube cũng vậy, Facebook cũng vậy, nó đều có cái tính năng là edit và view. Ai là người dùng nào thì cũng vẫn có nhu cầu đó cơ bản. Ngay cái điện thoại di động của mình cũng có phần setting và cái thứ này nọ để mình đưa những thông tin cơ bản mình vào đấy. Đấy. Vậy thì cái điều gì mà nó cứ lặp đi lặp lại như thế? Thì lúc này ta phải tìm cách làm sao cho sơ đồ nó đỡ bị rối. Và bây giờ ta sẽ đi đến phần thứ hai là phần tối ưu hóa sơ đồ. Tức là đổi cách vẽ sơ đồ cho nó dễ thương, dễ hình dung cái sự liên lạc liên kết nha. Thì phần đó nó nằm ở dưới cái nét tối này. Thứ nhất là chữ extend, thứ hai là include, và thứ ba là ba cái dùng nhiều nhất. Mà những cái khác đừng quan tâm, cứ tin lời tôi, đừng quan tâm làm gì cho nó bất công. Và chỉ quan tâm cho thêm ngoài nét nối association thì quan tâm cho tôi thêm cái generalization. Rồi thứ ba nữa là include, và cái cuối cùng là extend. Tuyệt đối phải nhớ khi mình học lập trình Java hướng đối tượng thì mình gặp một cái chữ extend, nhưng extend đó là extend có chữ sờ cơ các con ạ. Nha. Khi mình học lập trình hướng đối tượng thì phần kế thừa nó sẽ ghi là chữ extend sờ, chứ nó có chữ sờ đuôi này, cho nên đừng nhầm lẫn thấy là đúng là gọi là thấy hoa nở mà ngỡ xuân về đấy. Đừng nhìn chữ extend mà ngỡ rằng nó là kế thừa. Không phải, kế thừa trong lập trình hướng đối tượng của Java thì là extensor. C# nó không dùng chữ extensor, nó dùng chữ khác cơ. Nó cũng có kế thừa, cho nên phải nhớ đúng ngữ nghĩa và bối cảnh nha. Cái kế thừa nó là cái nét này này, generalization. Kế thừa là khái niệm generalization. Và bây giờ tôi sẽ giải thích vào khái niệm generalization một chút xíu để hình dung, rồi bắt đầu mình mới vẽ tiếp được. Đây là ba nét vẽ để tối ưu sơ đồ. Trước khi bạn về nét vẽ tối ưu sơ đồ, hãy copy lại cái phiên bản này, backup một cái đi để mình sửa phiên bản 2, để mình thay đổi tư duy nhưng vẫn không phá cái thằng cũ. Ấn menu file, chọn cell A, cho tôi đặt phiên bản 2
để nói chuyện tiếp. So as, và các bạn sẽ sửa cho tôi thành version 2. Rồi tôi kích vào cái phiên bản cũ và tôi ghi thêm chấm v chỗ chấm. Như vậy khi tôi ghi như thế này thì đồng nghĩa với việc rằng UC viết tắt của UK diagram 7-Eleven reward là tên của cái app. Tôi ghi như 357 thì tôi phân biệt với lớp 246 thôi nhá. Version 2 là phiên bản 2. Như vậy nó cái màn hình của mình nó sẽ báo đây là phiên bản 2 và phiên bản 1 mình đã có rồi, đã close rồi, không sợ. Vậy bây giờ thoải mái sửa mà không sợ mất phiên bản kia. Còn dặn kỹ đi dặn kỹ lại là nếu mỗi lần mở ra mà thấy nó không trong trắng trơn màn hình thì nháy chuột hai lần vào góc bên này là bạn sẽ ra được cái màn hình. Rồi, cái này đã xong. Bây giờ tôi sẽ giảng về các khái niệm tiếp theo. Tôi sẽ bàn về khái niệm cha con và thánh thần, mối quan hệ giữa các và thứ với nhau. Rồi, bây giờ hãy xem thử. Inheritance trong lập trình hướng kế thừa, mối quan hệ kế thừa nha. Khi bạn học mối quan hệ kế thừa trong lập trình hướng đối tượng ấy, tôi đang nói kế thừa là đối tượng nha. Cũng dặn luôn anh em lập trình viên, anh em đang ngồi đây, thầy Hoàng câu view một chút xíu, 30 giây cho nhà tài trợ. Thứ hai tuần sau các lớp OOP của tôi chính thức tôi bước vào hướng đối tượng kế thừa. Xin lỗi, bước vào kế thừa. Nếu bạn nào cảm giác không vững kiến thức thì đi nghe. Vững rồi thì không cần phải nghe. Tôi có một URL dùng chung cho tất cả các lớp, cái URL này dùng chung các lớp. Tháng sáng thứ hai là slot 3, slot 4 và slot 6. Thế là 2, 4, 6 tôi dạy là slot 3, slot 4 và slot 6. Ngày 3 năm này này là có, là chiều nay. Chiều nay là ngày thứ 5 thì tôi giảng 2 slot OOP nhưng cũng chưa đến. Vì các lớp tôi dạy đồng bộ. Tức là tôi sẽ luôn luôn cố gắng kết thúc của tất cả các lớp của tôi cùng đồng đều tốc độ như nhau. Lớp này của mình hơi bị trễ so với lớp kia xíu xíu do hồi nãy có một slot chém gió. Và tụi nhỏ nó không chịu học, tụi nó thích nghe thầy giáo với chém gió. Đó. Thì mình bị lệch hơn chút xíu so với cái lớp UK kia một chút thôi. Đó. Thì chiều nay là slot 4 và 5 và 6. Vậy thì thứ 3 là slot 6. Thứ 5 là slot 5, 6. Vậy một tuần một môn nào đó bạn phải học 3 buổi. Dù 3, 4, 6, 2, 4, 6 hay 3 năm. Vì 3 năm mình không học 7 cho nên nó một ngày 2 và ngày 1. Tôi nói trước như vậy để tuần sau tất cả 4 lớp đều đi vào kế thừa. Kế thừa là phần quan trọng nha. Và từ kế thừa bắt đầu lên interface, bắt đầu lên anonymous, lên lambda expression, rồi sau cái phần đó xong thì đến collection. Tôi câu view như vậy để bạn nào muốn ghé thăm và học thì cứ thoải mái mà vào, không cần phải khai báo gì cả. Bài giảng xong đó, bài giảng lớp này của mình hôm nay tôi cũng đang ghi lại video, tôi post lên, tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn có khả năng có cái thật, có cái tài liệu mà ôn bài. Nếu lỡ em trong giờ học em ngáo ngơ thì tôi đã để cái YouTube của tôi để như là một cái sự chia sẻ kiến thức, nhưng không phải streamer mẹ gì cả, nghe chưa? Làm streamer khó lắm con ạ. Tức là phải dành toàn bộ thời gian cho nó, chứ không phải đùa đâu. Nhưng biết đâu một ngày nào đó ta làm streamer thì sao? Thầy Hoàng có để xứng đáng để có thể bước chân vào giới streamer được không các con? Dạ được thầy. Ý mày nói tao nên đổi ngành, người ta đang dạy sai ngành đúng không? Dạ không, nghề tay trái thầy. Nghề tay trái hả? Tao đang thuận tay trái, tao đang thuận tay trái rồi các con. Thầy Hoàng vậy mình, đang tay trái rồi. Vậy mình làm nghề chân phải chân trái thầy. À, đá hai chân luôn, giống cầu thủ bóng đá thuận cả hai chân để góc đổi sân là mình mới đá được đúng không? Dạ đúng luôn thầy. Tao hiểu mày mà. Vậy thì nếu mà ngày nào đó nếu không thấy thầy Hoàng dạy nữa có nghĩa là phải lên YouTube để tìm thầy Hoàng, nghe chưa? Dạ lúc đó thầy sẽ thấy em đâu đó thầy. Lúc đó thầy sẽ thấy em đâu đó thầy. À vậy hả? Dạ. Không, lúc đó tao làm streamer tao bỏ dạy luôn. Mày có muốn không? Dạ không thầy, em không muốn mất riêng người thầy có tâm với người. Ai chả có tâm. Tâm tiếng Hán hay tiếng Hoa, tiếng Hán Việt thì nó là tim, mày có tim mà. Dạ tiếng dạ kiểu là có thì có tâm với nghề thầy. Bậy, tao đang làm thuê. Mắc liêu người thầy nhận được cái giá trị, em phải biết nói sao thì. Cố gắng luyện ngôn ngữ để cãi nhau với thầy Hoàng nha. Dạ. Cố gắng, tao cho phép luyện ngôn ngữ để cãi nhau với tao. Một người thầy rất dễ tính đấy nha. Cho phép thoải mái sinh viên cãi nhau. Dạ, dạ. Và khi tao bực mình quá thì tao cho mày điểm 10. Mày hiểu không? Hiểu khi tao bực mình không?
Dạ. Tao bực hình, tao bực mình sinh viên giỏi hơn tao thì tao phải cho điểm 10 chứ sao bây giờ? Tao thề điều đó. Hứa danh dự. Làm tao bực mình vì giỏi hơn tao là tao sẽ cho điểm 10. Vậy hài lòng chưa? Dạ hài lòng thầy. Hôm qua cái lớp testing có một cái nhóm làm tao bực mình. Cái nhóm đấy giỏi lắm. Bạn giỏi, các bạn giỏi lắm. Ờ à, đúng rồi. Hôm qua mày có nghe hả? Có chứ, em vừa nghe để em làm bài. À, thầy Hoàng cư xử với nhóm như vậy có được không? Hay là có quá tay hay không? Hay thầy Hoàng hơi mất dạy lúc đó? Có không? Mày nói thật là thật lòng coi. Dạ không, thấy bình thường. Và lẽ là tao cho nhóm nó điểm 10 nhưng tao bực mình quá. Nó làm tao bực mình. Thầy cho những người nghĩa là thầy bơ luôn, thầy cho 9.9 để nó có khắc phục mấy cái lỗi lầm. Ừ, mày cứ xem lại ngày hôm qua, mày nghe lại hôm qua mày biết mà đấy. Thật sự tao đâu có điều đâu, tao bực mình lắm. Vì lẽ ra nó phải làm được tốt hơn như thế, nó ẩu quá. Thế là quyết định tao cho điểm 9.9, thế mới đau đầu. Quay trở lại, cho nên học với thầy Hoàng cố gắng nhé, cảm hứng đi các con. Tao rất cảm hứng tao mới chia sẻ những kiểu này với chúng mày. Nếu còn nếu tao làm theo kiểu là cho nó xong ấy, thì sẽ làm điều khác đấy. Mà tao không bao giờ làm thế đâu. Lỡ một lần sống, đâu biết kiếp sau tao làm chó hay làm mèo hay làm vịt hay làm gà. Kiếp này tao đang làm người với cái tư duy này, cái linh hồn này. Tao làm từ đấy. Tao nói thật đấy. Kiếp sau mình kiếp làm chó từ từ tính. Ai biết? Vòng luân hồi con người sao biết được? Rồi, inheritance, mối quan hệ kế thừa. Vậy tuần sau tao giảng về cái này hướng đối tượng. Nếu rảnh thì đi nghe. Vào lớp thoải mái không cần khai báo. Rồi. Vậy kế thừa là gì thầy? Nghe chữ kế thừa là mình đã hiểu ngay trong đầu một câu là dùng lại. Tao cho mày kế thừa bộ này này. Hay lúc mà anh em mình ở phòng quân sự ấy. Quân sự lúc đi quân sự thì cũng ở cả tháng trời thì cũng phải mua móc áo tí xíu để phơi vài cái bộ đồ, rồi thêm cái thau, rồi thêm cái ly, cái muỗng gì đó. Tất nhiên trừ cái nào đồ dùng một lần không nói. Rồi sau đó thì để lại cho phòng sau người ta đến gặp các bạn sinh viên trường khác cái gì đó để lại được. Hay đôi khi bạn học môn nhạc cụ hay gì đó, mình có nhu cầu nhượng lại cái đàn. Đó, chẳng hạn như vậy, đấy, kế thừa. Cái nhượng tất nhiên mà trả tiền mua thì không nói nha, để cho luôn ấy. Theo kiểu là cho dùng luôn ấy thì gọi là kế thừa. Cái này giống y chang ba má mình ở nhà. Mình có chơi hay không có học hay như thế nào, ba má ghét cỡ nào thì cuối cùng cái phần di sản ba má làm vẫn chia cho anh em mình. Đó, kế thừa là dùng của người khác thì gọi là kế thừa. Được chưa? Chứ tôi không nói là mua nha. Chữ mua không phải, cái này là hoàn toàn dùng luôn ấy, mà không cần phải trả tiền thì tôi gọi là kế thừa. Và tuyệt đối phải nhớ giùm tôi, trong lập trình hướng đối tượng, kế thừa dùng lại, mình hay dùng chữ gọi dùng lại, reuse, nhưng phải tuyệt đối phải nhớ rằng nó không phải là copy and paste. Ai nghĩ lập trình kế thừa là dùng lại, là cái chữ mình dùng chữ kế thừa từ thường cứ nghĩa tiếng Việt là dùng lại, reuse á, thì phải tuyệt đối phải nhớ, kế thừa không phải là copy and paste, tức là cắt dán. Bởi vì nếu bạn copy code này, bạn sang cái project kia bạn dùng, bạn copy and paste sang, thì về nguyên tắc đó là hai phiên bản. Và bạn sửa bên này, bạn kia bạn đâu có nhớ để sửa, bạn chỉ là giải quyết trong phần này, bạn dùng lại một phần và bạn đi tiếp thôi. Thì cái đó người ta không gọi là kế thừa nhá. Cái đó người ta gọi là copy and paste. Tức là duplicate phiên bản và làm, vậy là hai thằng sẽ bắt đồng bộ. Còn kế thừa đúng chuẩn trong lập trình hướng đối tượng, nó phải là câu nếu lớp cha có thêm một hàm thì lớp con tự nhiên có luôn. Nếu lớp cha xóa đi một hàm, lớp con mất hàm đó luôn. Đó, vậy đây đâu phải là copy and paste. Vậy nếu copy and paste code bên này tao xóa vài hàm thì bên kia nó vẫn còn mà. Nếu mày muốn đồng bộ mày phải làm cả hai. Không, chỉ một nơi đồng bộ. Cha có gì, còn con ấy. Cha bị hụt cái gì, còn hụt cái nấy. Thì đấy mới được gọi là kế thừa. Như vậy, thì khi nói về lập trình kế thừa thì tôi hay dùng cái câu cái thằng con bất hiếu. Nha. Thằng con bất hiếu. Bất hiếu thế nào? Tất cả những gì của cha thì sẽ là của con. Dùng lại. Review. Theo nghĩa là được thừa hưởng để dùng. Tiếng Anh nó gọi là inherit. Động từ. Nha. Còn inheritance là danh từ. Rồi. Tất cả những gì là của cha sẽ là của con. Nhưng những gì của riêng con là của riêng con rồi nha. Ủa sao có vụ này? Có mà. Khi tôi giảng về hướng đối tượng, tôi nói với sinh viên một câu rất dễ thương mà nếu các bạn hiểu được điều này là hiểu được cái thừa này. Con vào Sài Gòn nha. Con vào Sài Gòn lo học hành và làm ăn. Con có được một căn nhà bằng tiền túi của con mua. Không phải nhờ nhà ngoại nha, không nhờ ba mẹ nha. Phải nói trước, bằng sự nỗ lực dành dụm. Chưa kể trúng số, trúng Việt Lốt hay gì đó. Hay có thể nhà ngoại cũng được. Hay sugar daddy, sugar baby, sugar mẹ gì không biết. Nói chung con có được một căn nhà. Hỏi, con có mấy căn nhà? Đấy. Con vào Sài Gòn tạo dựng cơ ngơi, kiếm mua được một căn nhà chung cư gì đó không cần biết.
Thôi, còn có mấy căn nhà? Một căn. Nhiều hơn một căn nhà. Chúng là cứ tính là hai đi. Hai. Con vào Sài Gòn làm ăn, con có dành dụm mua được một căn nhà. Hỏi con có mấy căn? Tao trả lời ít nhất là hai. Ủa sao kỳ vậy? Một căn nữa ba má cho. Kế thừa khi ba má già làm thừa kế. Alo, anh em có hiểu không? Có hiểu không? Hiểu. Đến đây hiểu kế thừa là gì chưa? Ủa kế thừa là đéo làm, ba có thì ba cho mình chứ ba cho ai bây giờ? Còn ba mà cho một người lạ lạ nào nữa là nữa thì nhà mình bắt đầu loạn. Mày có hiểu câu đó không? Hiểu. Có hiểu câu loạn loạn không? Trả lời. Hiểu luôn này, con rơi con rớt. Ờ, con rơi con rớt, chính xác. À, thằng này thông minh rồi đấy, 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 làm việc với người thông minh như tao là thông minh ngay mà. Bởi vì về nguyên tắc theo luật pháp thừa kế, nếu có mẫu mổ là hàng thừa kế thứ nhất là hàng con cái là được quyền thừa kế, dù không danh chính ngôn thuận là còn rơi ở đâu, nhưng mà đã gọi là chứng minh có là vẫn được quyền thừa kế. Kinh chúa. Như vậy con có một căn nhà riêng và tổng cộng là con có hai căn, vì căn kia lấy của ba cho, cho nên ta mới nói là những gì của riêng con là của riêng con. Ba vào nhà mình xong ba bảo ở nhà chúng mày chán bỏ mày ăn, ta làm cái gì chúng mày cũng ngồi sợ dơ tường nhớ tiếp cái thứ đồ đạc nhà mày sang xịn mịn quá, thôi tao về. Có câu đó đấy, tao về nhà tao. Dạ ba cứ về tương lai nhà của con. Đó, thằng con bất hiếu nó nói kiểu đó, tao nói vui. Nhưng bản chất câu chuyện là vậy. Kế thừa tức là mình được dùng lại. Đó. Vậy nghe cái chữ dùng lại đây này. Vậy thì con được dùng lại đồ của cha. Và năm đứa con thì đều được quyền dùng đồ của cha. Đó là câu đó cậu nói nha. Như vậy thì tất cả những người con đều có được thừa kế chung phần tài sản của cha. Tất nhiên mình nói cụ thể ngoài đời nó còn phải chia ra nữa. Nhưng mình đang nói góc độ, mình nhìn góc độ là được cho. Chưa kể bây giờ nhìn góc độ di truyền học thì tụi bay và tao đều được di truyền từ phần chung của ba má cho mình. Cho nên mấy anh em mình có thể khác nhau giới tính, rồi khác nhau về cao, thấp, gầy, béo, gương mặt có thể khác nhau nữa. Có thể một người giống bên đằng nội, một người giống bên ngoại hay lai lai cả hai. Nhưng mà ra ngoài hẻm, ngoài đường, ngoài phố, ở làng quê, các cụ đi qua nghe rõ các cụ nói câu, nhìn ba cái đứa nó đi với nhau, rõ ràng là con nhà anh Tám. Không chật đi đâu là con cô Bảy. Bởi vì nó vẫn có một cái nét giống nhau từ đặc trưng của ba má mà ra. Như vậy anh em chúng mình đang thừa hưởng những điểm chung ở phía trên. Khi vậy khi nói về cái thừa, tức là tôi đang nói về sự thừa hưởng điểm chung. À, thừa hiển điểm chung. Vậy thì tôi với các bạn, với ba má, với anh chị em trong nhà là một phiên bản của ba má. Vậy ba má là những cái chung nhất của anh em chúng ta khác nhau. Cái khái niệm chung nhất người ta gọi là generalization. Class cha chính là class tổng quát, class con chính là class chi tiết hơn. Có phải anh em mình là more detail hơn của ba má không? Chi tiết hơn, năm đứa, nó bốn năm đứa mà. Đó, phiên bản, một sự dẫn xuất, một sự kế thừa, một sự mở rộng, một sự thêm từ đặc biệt hơn từ phiên bản gốc là ba má. Đó, nghe kỹ cái câu kế thừa tao giảng không càng sâu hơn nữa đâu. Cái đó bài đó phải chúng mày học thêm. Và nếu muốn nói về cái thừa thì phải nói được câu is ở. Vậy phàm khi lập trình hướng đối tượng mà lập trình được hướng đối tượng theo đúng cái thừa là chúng mày phải đọc được câu is ở là một dạng của. Đó. Và bây giờ hãy nhìn. Con cờ hó là một dạng thú cưng. Con mèo là một dạng thú cưng. Chữ is ở nó xuất hiện ở đây đấy. Như vậy thú cưng là khái niệm tổng quát hơn cho hai đứa cụ thể mèo và chó. Chữ tổng quát tiếng Anh chúng tôi gọi là generalization. À, sự tổng quát. Như vậy lớp cha luôn luôn là gom những điểm chung của đám con thì gọi là tổng quát luôn. Mình vừa like của hướng đối tượng, mình vừa like của khái niệm trong phần mềm luôn đấy nha. Chuẩn bị đấy. Hình vuông là một hình chữ nhật, chuyện đéo cái gì sai. Vậy hình vuông là con của hình chữ nhật. Nhưng nếu có thể nhìn hình vuông là hình học, hình tròn cũng là hình học và tam giác cũng là hình học. Vậy hình học là khái niệm gom, khái niệm tổng quát hơn hình vuông, tròn và chữ nhật và tam giác. Như vậy cái này người ta gọi là lớp cha. Và từ đây là cái phiên bản cụ thể lớp con. Tao nghĩ là dùng chữ parent và child có nghĩa là đang hàm ý được. Vì thường những cái người trong giới IT chắc tao nghĩ là họ là đàn ông nhiều hơn, cho nên họ dùng luôn chữ phụ hệ ra. Thực ra mẹ mới là người đẻ ra cơ. Cho nên đây hình dung câu chuyện này nha. Đó thì khi mình đọc được câu is a thì có nghĩa rằng là tất cả đám con này cùng chia sẻ cái này. Tôi đang làm điều đó, tôi sẽ áp điều đó sang bên tính năng. Hình như đã có những user chia sẻ chung những tính năng. Mọi người có đang theo kịp kênh tôi dẫn vào vấn đề không ạ? Có những nhóm người dùng chia sẻ từng cụm chung tính năng. Add đồ,
đám này đây, chia sẻ cùng chung. Vậy hình như mình sẽ nên tìm cách tối ưu điều này hơn. Bắt đầu xem cách tôi vẽ tối ưu và tôi sẽ giải thích tiếp. Nào, bây giờ vẽ tôi thêm một cái actor nữa. Tôi đã chuẩn bị sẵn một cái actor đây rồi. Các bạn có thể vẽ rồi tôi thêm một cái actor. Đó, vẽ tôi một cái actor. Vẽ đi. Rồi, nhấn chuột hai lần gõ cho tôi chữ O, N, T, K, T, G. Đầu giờ tôi có nói cái chữ đó. Đó, vẽ chiều. O, N, T, K, T, G. Cái nào mà tổng quát, cái nào chung chung, cái nào đi gom, cái nào là nhân tử chung, đó là class cha. Đó, khái niệm cha nó xuất hiện ở đây. Thầy có thể nói em cụ thể hơn, cái con cờ hó với cái mèo này sao pet lại là cha? Cha là khái niệm chung mà. Dog là một thú cưng vì nó nhỏ nhỏ, nó dễ thương, nhìn thấy cưng lắm. À, mèo cũng vậy. Tao chưa bao giờ tao thấy nuôi con hà mã hay là nuôi con voi mà gọi là thú cưng hết trơn trọi. Thú cưng thì thường thường cái gì nó nhỏ gọn, nó có thể đi cùng với bên mình được. Nó không quá gây nguy hiểm cho mình và xung quanh. Như vậy, con thần lằn, con kỳ nhông, kỳ đà, con hamster, con sóc gì đó, rồi con dog, con mèo thì nó là, bạn thấy rõ ràng là nó dễ thương. Nên đặc điểm chung của nó là dễ thương. Vậy thì dễ thương thì dám gọi là pet, là thú cưng. Nhưng bây giờ nếu em muốn xếp con mèo, con cờ hó với em luôn thưa thầy, với luôn cả con voi, con khỉ, à vậy chúng mày và tao là animal. Vì đặc biệt nó có điểm chung là nó động đậy, đúng không? Nó di chuyển được, nó di chuyển được. Loài động vật nó khác thực vật đứng nhìn chỗ. Em nhớ là cái tảo biển này nó dập dềnh theo con sóng thưa thầy. Không đến thì sóng nó đưa nó đi chứ nó cũng biết đi, chủ động đi cơ. Trong cái phim mà bảy The Lord of the Ring ấy, thì thấy mấy cái gốc cây nó đi ấy, thì mới nói chuyện nhân cách hóa. Rồi như vậy đến đây mày hiểu rồi, điều là pet là khái niệm chung chung. À, chung chung thì gọi là generalization, hay người gọi là cha, bởi vì nó sẽ chia sẻ tất cả các đặc điểm chung đó cho những thằng dưới, hay nó thẳng ngược lại câu mẹ kiếp những thằng dưới cho có điểm chung, người ta gọi điểm chung là phía trên là phân loại. Hai cái cách nhìn như nhau thôi. Như vậy lớp cha sẽ có đặc điểm chung và lớp con sẽ là kế thừa. Vì nó là chung thì nó gom lên mà. Đấy cái khái niệm kế thừa. Và kế thừa người ta vẽ bằng hình tam giác rỗng các con ơi, tam giác rỗng nha. Tôi vẽ cái này là hình tam giác rỗng á, vì tôi đang vẽ bằng nốt viết bằng nốt pad trên bảng thì tôi cái này tôi vẽ hình tam giác rỗng. Cho nên kế thừa bắt buộc phải vẽ bằng tam giác rỗng. Và thưa thầy, thầy cho em một cái góc gì đi đã. Inheritance class diagram. Đó. Nếu tao gõ bằng trong Google inheritance class diagram, tuần sau chúng mày sẽ thấy tao vẽ tam giác rỗng. Đây là điều bắt buộc phải theo chứ không phải theo bằng bịa ra. Nào, kích vào images. Chúng mày sẽ thấy. Đó, bắt đầu quen này. Mình kích một cái nào đó mình xem hen. Document. Một document thì một cuốn sách thì được gọi là một tài liệu. Tam giác rỗng, một cái email cũng dạng là document mà. Rồi, hãy cho em xem cái khác đây. Animal, duck, con vịt, con zebra, con fish, và chúng mày là thú. Còn là thú cưng hay không nữa thì cái việc con ngựa vằn thì nó là thú cưng các mày, thì nó to quá chẳng hạn. Bạn thấy không? Toàn bộ kế thừa. Đó. Base, class cha. Yeah. Derive là class con, dẫn xuất. Đó. Tao sẽ giải hết tuần sau. Tam giác rỗng, đấy. Cái này nó vẽ không chính xác, cái tam giác này, tam giác nó phải rỗng cơ. Developer thì là một nhân viên, mà designer thì cũng là một. Nghe chữ is là quan trọng. Vẽ đúng chuẩn phải tam giác rỗng. Đấy, chúng mày thấy tam giác rỗng hết à? Customer là một Jira, admin là một Jira. Chuyện này, câu này có gì sai không chúng mày? Dạ không ạ. Vậy bây giờ học được kế thừa là phải làm ơn đọc cho tôi câu easier là một dạng nha. Đó. Và bây giờ tôi vẽ cái sơ đồ này thì nghĩa là gì thưa thầy? Vẽ đi. Authenticated user. Nó có hai cái chữ mà đôi khi mình rất dễ bị nhầm lẫn. À, tôi sẽ giải thích. Chờ tôi xíu. Authorization. Authentication. Tôi vừa gửi cho bạn chữ authorize và authenticate. Đó, nếu mình dùng đám động từ xác thực và phân quyền, cứ được dịch cho tôi vậy trước đi. Xác thực và phân quyền tôi sẽ giải thích sau. Khi tôi nói về user, tôi nói về customer. Khi tôi nói về
member. Khi tôi nói về sales là tôi đang hàm ý về khái niệm phân quyền rồi, thì gọi là authenticated. Rồi, vẽ tôi tiếp nè. Cứ vẽ đi, tôi sẽ giải thích. Nối vào cái nét nối. Nào, generalization. Nối lên. Nhớ rằng kế thừa phải dùng chữ này. Tuyệt đối không nhầm lẫn với chữ extend. Extend trong Java là extensor. Trong C sharp là dấu hai chấm. Cũng là kế thừa. Nhưng được gọi vẽ chung là dấu tam giác rộng. Cho nên nhớ một cái câu cơ bản thôi. Kế thừa vẽ bằng tam giác rộng. Nếu quan tâm thuật ngữ trong lập trình là extend hay hai chấm hay hai chấm hai chấm hay bất cứ cái chữ gì khác, không quan tâm. Đấy là khác nhau ngôn ngữ lập trình. Nhưng khi vẽ để tham khảo thiết kế, vẽ kế thừa bắt buộc lớp cha phải là tam giác rộng, hướng tam giác rộng. Chúng mày hướng về tao. Nhớ câu đó đấy. Vẽ tiếp bên này. Vẽ tiếp bên này. Bên sơ đồ của tôi. Tôi vẽ lại nhỏ lại xíu. Nào, nối start, nối thẳng sang. Con hướng về cha. Nhớ câu này nha. Con hướng về cha. Vẽ sang. Nối generalization. Nối từ sales sang authenticated user. Như vậy, câu này bắt đầu tôi đọc. Vẽ tôi không ghim mà. Tôi đọc này. Sale là một dạng người dùng đã được phân quyền và xác thực. Gọi là người dùng được xác thực. Không phải người dùng được phân quyền mà rồi. Authenticated là phân quyền. Customer là một dạng được phân quyền đúng không thầy? Đúng rồi, là một dạng cho hoàn toàn hợp lý. Thế em gọi cái này chữ user không có được không thầy? Được luôn. Nhưng mà cái chữ user nó chung lắm, về cái bản thân guest cũng là một dạng user không để lại danh tính. Phàm ai xài phần mềm thì được gọi là user một cách chung nhất. Cứ người dùng, người mà xài phần mềm thì gọi là người dùng. Còn mày dùng ở góc độ nào, mày dùng ít quyền thì tôi hay gọi trong trường hợp là gọi là normal user hay là end user. Còn người dùng nào mà mọi dữ dằn về mặt dữ liệu thì gọi là admin user hay là quản trị nha. Administrator user đại loại vậy. Nhưng mà cho dù bây giờ bạn bên tôi sẽ bàn vấn đề không những thằng mà bắt đầu đã có để lại danh tính cơ chứ không phải cái thằng cha căng chú kiết ghé ngang. Bọn này chúng mày phải login vào thì bắt đầu tao mới cho mày biết đi đâu. Thì vào cho mày biết đi đâu thì tao gọi là phân quyền. Ví dụ nếu bạn học môn lập trình Java web thì ngay cái nút bấm login bạn gọi cái servlet. Servlet đấy chúng mày hay đọc là servlet ấy. Servlet liên quan đến login ấy. Thế nào chúng mày có con câu select, mày gọi DAO, DTO, cái con mẹ không biết nối cái nối cơ sở liệu, tao không cần biết. Nhưng cuối cùng chúng mày phải đi tìm về cái role. Cái role tức là cái cột is admin hay cột role là 1, 2, 3, 4, 5 tùy chúng mày gọi true phone. If là cái này thì đi sang trang này. If là cái kia thì đi sang trang kia. Dispatcher sang trang kia. Sang trang khác nhau. Em cá với thầy lúc thầy login vào FAP, thầy khác em. Đúng rồi, tao khác mày nếu login. Còn nếu trước login thì tao vẫn mày giống nhau. Trước login tao với mày giống nhau là guest login. Nhưng sau login tao đã khác, mày đã khác, thì hai thằng này đã khác vì đã được xác thực rằng mày được phải làm gì. Đó, gọi là phân quyền thì được gọi là authenticated user. Mọi người có theo kịp không ạ? Dạ kịp. Rồi, vẽ kiểu này xấu quá thầy ơi, thầy nói một bức hình hơn vạn lời nói, em nhìn còn xoắn hơn cả tách. Bình tĩnh, tớ tớ, không có cái gì hoàn hảo. Đó. Không có cái gì hoàn hảo đâu, ngay cả cái ngôi trường của mình đang học ở xứ 2, xứ hai thành phố ấy, Sao Paulo hai thành phố ấy, thì nhiều người nói vào nhà đẹp quá, đến là quay phim với bối cảnh nhìn nó rất lạ, khác hoàn toàn những nhà hình hộp chữ nhật. Nhưng nhiều người bảo ôi nhìn nhà thấy rối quá. Cho nên bản thân bạn hãy hiểu là khi design đó thì đó là đã luôn luôn đã được liên quan đến cảm quan và cảm tính của một cái người rồi. Tôi là người thiết kế, tôi vẽ kiểu này tôi bảo là đẹp thì có người khác người đồng cảm được cùng cái gu thì là đẹp, nhưng có người khác là không. Đó, cho nên cái chuyện khi bạn thiết kế thì tất nhiên đừng có rừng rú quá. Thì bây giờ ít nhất tại thời điểm này mình rừng rú, bây giờ mình cần cho nó rõ ràng hơn. Chứ còn nhìn kiểu này thì em nhìn mẹ nó cái tách này em cho nó lành thưa thầy. Nhìn cái này nó lành không, bây giờ bắt đầu mình thấy việc kiểu này nó vẫn có cái hay riêng. Mình layout cho nó khéo và hợp lý. Và bạn đã thấy có một phần tam giác rỗng của tôi đây này. Nhưng mà tam giác rỗng bên trong bữa sau tôi mới nói đến đó. Bắt đầu tiếp tục. Vậy bây giờ làm sao để cho nó đẹp, ít nhất là nét này đã. Đây là cái sợi dây thun. Bạn cứ tưởng tượng đây sợi dây thun, mình kích vào nó. Thì sợi dây thun này mình có khái niệm là bây giờ mình cầm hai tay mình kéo căng ra và mình thẳng nói thằng bạn ê mày cầm đoạn giữa mày kéo ra cái cho tao thì nó sẽ giãn ra đúng không? Rồi bây giờ tao sẽ làm cho nó giãn này. Bấm đại chỗ nào cũng được. Ấn chìm chuột trái. Mày đi ra đây đi mày. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đó, nhà chuột ngay chỗ này. Rồi xong. Nó méo méo từ từ tính. Sang đây cầm sợi thun tí. Để ít nhất cho đỡ giao cắt. Nào, méo quá đúng không? Này, ấn chìm chuột trái này. Rồi lên đây thẳng mày, thẳng. Đó, ít nhất là được. Đỡ bị rồi, xong. Tất nhiên tùy méo tròn là do bạn, nghiêng vát là do bạn nha. Rồi, tôi tiếp tục. Vậy sang bên này bị xéo quá đúng không thầy? Em kéo xuống này, tôi thiếu được không thầy? Đó, cái này đúng vẽ thôi.
vẽ kiểu này nhìn xấu quá thầy, mình phải nên cái kiểu khác để chỉnh nó ra cái mũi tên. Nói chung tùy các bạn nha, tùy cách các bạn vẽ. Đã hình dung rồi, tôi sẽ không chỉ các bạn vẽ thêm cái phần đó, tùy bạn layout. Ủa như vậy được cái gì thầy? Thì nó chỉ đỡ hơn thôi, bình tĩnh. Tất cả tao với chúng mày đều là authenticated, là đều login. Đây, chỗ này là đều login rồi. Như vậy nếu login rồi thì dạ xin lỗi thầy, em xin lỗi thầy, em phải bỏ cái này đi. Em véo cái này lên đây luôn. Đó, logout để đây. Rồi em xin lỗi thầy chứ view profile hả? Người dùng nào chả view profile được. Em xin lỗi thầy, em phải lên đây. Xin lỗi thầy cái edit, em không để đây nữa, em để đây. Và xin lỗi thầy, em xóa cái này nối với sale. Xóa, xóa và xóa. À đồ. Tôi tin rằng các bạn đã hiểu ý đồ của tôi cho cái sơ đồ này. Có hiểu ý đồ của tôi là gì không ạ? Phàm bạn là người đã login, người mẹ là login Facebook của bạn hay Facebook của tôi hay Facebook kể của Mark Zuckerberg hay những người quản trị phía sau thì đều có nhu cầu là chắc chắn là phải log out rồi. View profile thông báo về những cái này, cho nên cái thằng cha đây này nó làm ở đây, nó làm hết mẹ mọi việc chung nhất, thì đám con ở dưới này thừa hưởng, đã gọi là kế thừa. Tao là một dạng này, mặc nhiên tôi làm được những việc này và tao còn làm hơn thế nữa. Con là thằng bất hiếu vì những gì của cha là ba thằng này là của con sẽ đã làm được rồi, vì cha nối vào vậy là con đã có, và những gì của riêng con vậy nó sẽ giúp mình giảm bớt số nét nối, nhưng về tính logic của những cụm tính năng trùng nhau đã được thể hiện. Anh em có theo kịp thầy Hoàng không ạ? Hãy nói với tao rằng ngay cả vẽ sơ đồ cũng thú vị, đúng không? Đúng. Thôi, cho nên đừng để thầy Hoàng chém sàm nhé. Nếu muốn học thầy Hoàng còn nhiều trò, chứ không phải là thầy Hoàng giỏi đâu. Còn nhiều trò để kiếm cơm thì nó phải thế thôi. Trò này quát bạn phải học, vì ngày xưa thầy Hoàng cũng phải học, thế thôi. Đó, thì bài giảng đến đây đang còn cảm hứng, nhưng mà thôi. Món ngon là món còn phải thòm thèm. Bữa sau chúng mình đi tiếp được không? Chứ slot sau là tao phải code tiếp rồi. 12 rưỡi là code tiếp rồi. Cho nên bài tập về nhà cho các nhóm, vẽ cho tôi sơ đồ này theo style tôi hướng dẫn. Còn nhiều style khác trên mạng, bữa sau tôi giải thích tiếp. Nghe cơ, mình còn cái style này nữa nè các con. Ví dụ enclose, extend. Đó, những cái trò này nè. Enclose, extend. Thì bây giờ tôi hỏi câu là sáng ngày thứ 6 á, cái lớp mình lớp của tôi chứ không phải lớp các bạn dự tính đâu. Sáng ngày thứ 6, slot 1, các bạn có đụng giờ không? Dạ không ạ. Dạ không. Lớp mình á, cái lớp mình học cái lớp chính quy thời khóa biểu của tôi á, còn những các bạn dự tính thì tôi không dám nói vội nha. Thì các bạn có bị bận gì không? Dạ không ạ. Không bận đúng không? Vậy sáng thứ 6 slot 1 vào học luôn đi. Bởi vì như vậy thì để tôi đồng bộ luôn cho các lớp. Bởi vì lớp mình hôm chờ tôi nói nốt đã. Vì lớp mình hôm nay là mình ngồi một tiết chém gió để lấy động lực thì cũng có trả cái gì phí. Nhưng mà như vậy nó sẽ bị trễ một tiết một chút xíu, thì sáng thứ 6 các bạn đi nghe luôn được không? Dạ được. Dạ được ạ. Và sáng mai nghe được luôn không? Dạ được ạ. Được không? Thì để coi như qua slot 1 luôn, từ 6 slot, sáng mai rồi mấy chết cha. Sáng mai là đúng rồi, sáng mai thứ 6 học nghe luôn đi chứ. Các bạn nghe luôn để cho kịp kết bài luôn, được không? Thì coi như qua tuần, coi như qua tuần thì tôi sẽ giảng cái món mới nữa, món lạ nữa. Được không? Dạ được ạ. Đồng bộ cho coi như mình vẫn đã nghe được thêm một tiết về đấy động lực, nhưng mà vẫn lại đảm bảo kiến thức đồng bộ để cho tôi dễ cho tôi đồng bộ thôi, chứ không vấn đề gì cả. Thì qua tuần mình học món mới. Có được không? Dạ được ạ. Được rồi. Vậy sáng mai slot 1 đón nhau nghe luôn nhá. Đồng ý không? Đi luôn đi. Được đó thầy, nhưng mà sợ có mấy bạn không dạy được đó thầy. Dạ thầy ơi. Sáng mai slot 1 em học da con lá. Hả? Sáng mai slot 1 em có môn học đó thầy. Thì tôi vẫn ghi lại video để các bạn có thể xem lại sau được không? Dạ. Để nó đồng bộ đi, để sau này mình tôi vẫn nghe và bạn làm theo tôi giảng y chang, các lớp tôi giảng giống nhau chứ không có gì khác nhau. Yeah. Chỉ có điều như vậy thì để qua tuần mình học món mới cùng cả hai lớp nhau thì cho nó dễ. Chịu không đã để tính tiếp. Chút đi thôi. Điều nhá. Ừ, yeah. Ráng dậy sớm đi. Không phải vì phải dậy sớm để mình có một cái cam kết làm việc, chứ không phải ráng thuyết phục các bạn.
hôm nay đã được nghe về động lực học tập rồi, thì trong đó cái việc dậy sớm một buổi có chết thằng mẹ nào đâu, mà nên dậy sớm như mọi bữa. Yên tâm đi, sẽ thấy thầy Hoàng 7 giờ đón sinh viên, luôn luôn đón sinh viên 7 giờ, dù tối đó khuya cỡ nào, ngày nào cũng đều đặn như nhau, đều slot 1. Cho nên mong các bạn có cái cảm hứng luôn để đó, chứ không phải là thôi từ từ thay đổi lúc nào bây giờ thay đổi nữa. Ôi thầy, vậy một phần động lực cũng đến từ tụi em đúng không thầy? Rõ ràng tụi mày làm cảm hứng với tao, tao luôn cảm ơn trên tất cả Facebook các thứ này nọ đâu đó, là tao đều cảm hứng chúng mày là cho tao cảm hứng động lực mà. Nó là sự qua lại mà. Ai nói thầy Hoàng rao giảng với chúng mày đâu, thầy Hoàng cũng học từ chúng mày nhiều thứ mà. Vốn từ vựng là thầy Hoàng học chúng mày hết không đấy, đừng có đùa. Mày không lo học hành ấy, đứa mới cùng mày cuộc đời mày không còn cả cái dây nịt. Mấy cậu đó nghe được không? Dạ được. Học thì chúng mày chứ ai, tao đâu có chế được cái từ cái dây nịt. Ok, vậy sáng mai gặp nhau luôn nhá, để mình đi tiếp cái sơ đồ này là xong luôn. Bài tập về nhà của các bạn là như sau, bài tập nhóm của các bạn là vẽ sơ đồ này. Thì ngày mai tôi xong hết cái sơ đồ, để tôi chuyển sang loại khác nữa, còn loại thú vị nữa, yên tâm đi, còn nhiều đồ chơi thú vị lắm. Tao muốn là kéo mọi thứ đồng bộ nó nhanh cho nó kịp, có hiểu không? Dạ. Bài giảng sẽ ghi video đầy đủ, cứ yên tâm. Rồi, về nhà nhắc lại, vẽ cái bài của nhóm mình hôm bữa thuyết trình. Bài thuyết trình số 2 sẽ đến vào tuần thứ 7, tuần thứ 6 tôi giảng môn mới đã. Mình còn bài thuyết trình nữa là bài thuyết trình số 2 vào tuần thứ 7. Như vậy tôi báo luôn đủ thời gian để các bạn nghiền ngẫm, chứ không bao giờ tôi đánh úp các bạn vào tuần sau. Đấy là điều mà nói rõ luôn. Cho nên nếu mình gọn thì bắt đầu mình làm việc khác nữa. Bắt đầu vẽ được rồi, và hôm bữa tôi nói là bài toán phải nhìn theo hai vế. Cho lúc mình thuyết trình mình thiếu cái gì thì đây là lúc mình bổ sung. Và tự nhiên bài toán nó rõ như ban ngày. Và bắt đầu mình bắt nhịp một chân vào về việc làm đồ án tốt nghiệp rồi con. Đó, đây là cuốn đồ án tốt nghiệp tao đã đưa tụi bay rồi nhá. Rồi, cảm ơn cộng đồng mạng đã chăm chú lắng nghe cho đến thời điểm này. Mọi hỏi đáp, mọi trao đổi sẽ đến từ buổi thảo luận đầu giờ. Cố gắng, mạnh dạn.